Đơn hàng từ 200 nghìn trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì sẽ là 260 nghìn cho một con máy đo huyết áp thế này. Con này thì các bác có thể đo huyết áp này, đo nhịp tim này. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là cái pin con thỏ nhỏ này. Đấy, 4 quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có tuổi rồi thì cần phải đo đạc huyết áp rồi nhịp tim, theo dõi nhịp tim các thứ thì nên sử dụng con này cho em. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc, ra ngoài hiệu sách ra ngoài hiệu thuốc hoặc là các cái cơ sở y tế mà mua thì nó sẽ bán cho bác khoảng 350 nghìn đến 400 nghìn. Rẻ nhất thì họ cũng phải bán là 300. Còn bên em bán cho bác với giá bao nhiêu? 260 nghìn và bao ship nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bao ship tại nhà cho bác luôn. 260 nghìn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo của Hàn Quốc nhá. Các bác lên chảo của Nhật nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo chuyên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100 nghìn thôi. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. 100 nghìn. Có tráng đá chống dính các bác này. Đấy. Có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thứ nhất là có tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá chống dính cho các bác này. Sâu nhá, sâu khoảng 10 cm và chiều rộng thì là 26 cm nhá, 26 cm. Có cái khay như này để các bác có thể để nem dán các thứ lên. Đấy, 20 cm nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Các bác có thể dùng để chiên tôm này, chiên tôm cá rồi nem đủ các thứ đều ok hết nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho mã giúp cho em là chảo chuyên ngập dầu nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100k cho cái chảo chuyên ngập dầu như này. Mi ơi, xem cái bình trà này còn cái to không? Có. Bỏ đây cho. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình trà inox nhá. Bình trà inox thì đây nó sẽ là bình trà nhỏ này. Bình trà inox nhỏ có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90 nghìn cho một cái bình trà inox nhỏ như này. Con này thì nó sẽ là đựng được hai lạng trà, chất liệu của nó bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn, chất liệu inox sáng bóng đẹp. Con này thì giá của bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là 90 nghìn nhá. Các bác lên cho em là bình trà inox nhỏ nhá. Bình trà inox nhỏ giá sẽ là 90 nghìn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái này là có hai màu nhá, màu đỏ và màu vàng gold như này nhá. Đỏ đô vàng gold, màu cực đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác là cái loại 4 lạng đây. 4 lạng sẽ là 130 nghìn một chiếc này. 130 nghìn một chiếc. Nó cũng có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold như này. Màu đỏ, màu vàng gold như này các bác nhá. Rất đẹp luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, màu rất đẹp này. Inox 304 sáng bóng nhá. Các bác có thể dùng đựng chè, đựng cà phê, đựng ngũ cốc rồi đựng lạc, đựng tiêu, đựng điều, nói chung là các cái loại hạt đồ khô các bác cho vào đây cho em rất tiện ích luôn. Đấy, các loại hạt đồ khô cho vào đây nhá. Nắp có gioăng này. Đấy, rất tiện ích luôn, đựng cà phê, cà pháo thì tuyệt vời luôn. Đựng chè khô nhá. Dung tích của con này sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, lên cho em là bình inox 4 lạng nhá. Đấy, 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k cho con bình 4 lạng như này nhá. 130.000. Đó, 130.000 cho một con bình 4 lạng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đỏ đô nhá. Màu vàng, màu đỏ đô. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bỏ cho anh cái giá đỡ điện thoại đây luôn. Cốc pha cà phê nhá. Các bác này lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Bỏ cái giá đỡ điện thoại này. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy, cái giá đỡ kìa. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy là các bác sử dụng thôi. Là các bác bấm này là nó sẽ quay này, rất tiện ích luôn. Bấm này nó sẽ quay, nó rất tiện ích. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường. Đấy, bấm vào là nó sẽ quay thôi, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế luôn. Giá thì sẽ là 90 cành cho một cái cốc cà phê tự khuấy như này. Rất đẹp này. Đấy, có công tắc này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bên trong là bằng inox 304, bên ngoài bằng nhựa. Đó, bằng nhựa nguyên sinh rất sạch sẽ nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy giá sẽ là 90k cho em cốc tự khuấy như này nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn, có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong là thép không gỉ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Sản phẩm mình để trong giỏ hàng nha các bạn. Đó, rất tiện ích luôn các bác nhá. Bạn uống tự pha thì bên ngay em này nhé. Cốc khuấy tự động giúp việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong hình thép không gỉ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Đó, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái giá đỡ này bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho một con giá đỡ điện thoại này các bác nhá. Đấy, con này thì các bác có thể để cho em là dọc ngang đều được hết này, rất tiện ích luôn các bác theo. Đây, dọc ngang đều được hết nhá. Đấy các bác theo. Đây.
Đấy, em xoay đi cho các bác xem này nhá. Đấy, để dọc để ngang đều ok hết này. Các bác có thể xem YouTube, xem TikTok nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, cái chỗ này em để nó còn đang gọi là không bằng phẳng mà vẫn ok luôn nhá. Đấy thì các bác có thể xoay đi như này. Xoay dọc xoay ngang đều ok hết cho em. Đó, rất tiện ích luôn, qua theo. Đó. Giá sẽ là 30k nhá. Bên em gửi thì nó sẽ trong hộp về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong. Lắp đặt thì nó rất đơn giản thôi, có thể xoay ngang xoay dọc để các kiểu con là điều được luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30.000 cho em giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Thì khi các bác nhận hàng thì nó nguyên trong hộp và về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong, xoay đi xoay lại. Các bác dùng nó rất là tiện để mình để trên bàn ăn cơm ăn nước mình xem này, hoặc là các bác lướt TikTok có thứ rất là ok. Giá đỡ điện thoại 30.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đèn bão quạt nhá. Đấy. Thì con này tên nó là đèn bão và nó có cả cái một cái đầu quạt như này, nên bên shop gọi nó là đèn bão quạt này. Quạt của nó chạy cực kỳ tít luôn nhá, chạy rất là tít luôn. Đó các bác thấy không? Quạt chạy rất là tít luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá đó là 100.000 cho cái đèn bão quạt như này. Ngoài đèn ra thì nó sẽ là có quạt nhá. Đấy, ngoài đèn ra thì nó có quạt này. Ngoài quạt ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, đeo sách này. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, kéo lên là nó sáng, dập xuống là nó tắt này. Đấy, ngoài ra có tấm pin năng lượng mặt trời luôn và có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá. Một dây sạc như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua bán thêm cái gì nữa. Giá là 100k nhá. Lên cho em là đèn bão quạt, giá sẽ là 100k cho một con em đèn bão quạt thế này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sạc như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái chân cắm này và một chân cắm sạc vào này, ngoài ra có cáp sạc luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng rất là tiện này. Đây, cắm sạc vào đây các bác nhá. Đấy, cắm sạc vào này. Đấy, cắm một phát là lên luôn các bác này. Đấy. Báo sạc luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Cái sạc dự phòng này bao nhiêu nhỉ? 230.000 bao ship cho các bác luôn nhá. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó rất là khủng luôn đây các bác này. Đây, dung lượng pin của nó đây. Đấy. 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh cực khủng luôn. Đấy, các bác dùng có thể sạc 3 cái điện thoại hết pin một lúc cũng ok. Đấy, dùng để sạc liên tục sử dự phòng cho vòng từ 3 đến 5 ngày thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 230.000. Sạc dự phòng A này. Đấy, hoặc sạc dự phòng cũng được. Giá sẽ là 230k, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ. Cái này thì các bác dùng nó chuyên trị cho các bác, thứ nhất là đau mỏi khớp gối này, khớp gà vai và đốt sống lưng nhá. Đấy, hàng này dùng cực kỳ là nhạy luôn. Hàng có thương hiệu của Hàn Quốc rồi, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm. Đó đây. Thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng Hàn Quốc này, 100ml. Đấy đây, toàn bộ chữ Hàn hết nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Các bác dùng này chuyên trị cho các bác là đau mỏi vai này, sống lưng, sống cổ các bác nhá. Đấy. Rồi các cái khớp gối, bác nào có tí tuổi mà đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện ích. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Đấy, các bác lên cho em là keo 10 nhá. Một quận này thì chiều dài của nó thì bản của nó là 10cm và chiều dài khoảng là 5m nhá, khoảng 5m. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Keo 10, bản của nó là 10cm mà, bản này của nó sẽ là 10cm. Và giá thì sẽ là 40k cho một cuộn keo dán tôn như này nhá. 40.000 cho một cuộn keo dán tôn như này thì các bác dùng nó cũng khá là tiện ích luôn. Và các bác ứng dụng rất là nhiều, dán vào các cái phần ví dụ như là mái tôn rồi tường bị thấm dột các thứ các bác dán được hết nhá. Đặt ngay về thử cho mọi người xem nhá. Nghe nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt thì cả ống. Đấy, chống thấm rất tốt luôn các bác nhá. Các bác cứ dán trực tiếp lên cho em này. Sau đó thì mình vệ sinh thì mình dán trực tiếp lên đây các bạn. Đấy, cái lớp keo cao su non của nó này, nó bám trực tiếp trên bề mặt này luôn, thì khi mình dùng nó rất là an toàn nhá. Đó, các cái phần thấm dột là các bác dán lên cho em là ok hết nhá. Lên cho em là keo dán tôn, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây giá sẽ là 40.000, các bác mở cái lấy khóa này ra này. Đấy, là bật này là lửa sẽ lên này. Đó, có thấy không? Đây, bật này lửa lên này. Đấy, và đây là cái chỉnh to nhỏ đây nhá. Đấy, chỉnh to nhỏ đây. Cho nhỏ đây, và cái này là cái lẫy khóa này, không dùng thì các bác khóa vào cho em. Đấy, không dùng thì các bác khóa vào. Còn bình thường mở thì các bác bật này cho em, để mình bật nhá. Đấy, khóa cái này lại cho nó an toàn nhá. Đấy, cái này cái lẫy khóa này. Đây, bật này. Đó.
rất ngon luôn. Bật lửa cây giá sẽ là 40k cho một con bật lửa cây như này nhá, 40k trên một em. Các bác có thể dùng để mình nhà mình làm lẩu làm nước này, đấy, đồ ăn thì dùng cái này cho em rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 40k nhá, 40k. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Nay thì bên shop về một cái mã rất là mới, đó là áo điều hòa nhá, áo điều hòa hàng của thương hiệu Daikin luôn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một máy này, một máy hai quạt này, đấy, một máy hai quạt và một chiếc áo. Màu thì bỏ ghế đây, màu thì sẽ là màu quân đội rất là đẹp luôn nhá, màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Nhật đây, Japan, chữ rất là to luôn này. Dung lượng pin của nó thì con này cực khủng luôn, các bác có dùng cho em là từ đây, hàng made in Japan nhá. Dung lượng pin là của nó là 74.000 mAh này. Đấy, pin của nó là pin li-ông các bác này. Đấy, pin li-ông như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 520.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi, ở đây nó sẽ có cả cho các bác một cái đèn chiếu sáng này các bác này. Đấy, rất đơn giản cho các bác sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang đây, cái đèn chiếu sáng này các bác này. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi, rất đơn giản. Tới đây em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác xem. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship được các bác nhá. Đó. Đây là cái áo màu quân đội này các bác. Đấy, màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Hàng của quân đội Nhật thì nó sẽ có cho các bác là một áo này. Đấy, một áo như này. Thì về nhà các bác lắp cái quạt vào cho em này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái quạt như này này. Hai quạt này, một cái bộ giắc cắm sạc thì không phải nói làm gì rồi. Cái bộ sạc này là có cả dây luôn nhá, có cả dây cả cáp này luôn. Cái này là cái dây sạc này, không nói làm gì các bác nhá. Đó, và đây là cái hai cái áo này, à hai cái quả quạt này. Hai quả quạt này thì đây, đều là hàng của Nhật hết nhá, 18V này. Đấy, các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây cho em này. Đấy, các bác lắp thì khi các bác lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em là xong này. Đấy. Mới đầu lắp thì nó sẽ hơi chật một chút, nó sẽ hơi khó lắp một chút, nhưng các bác lắp thì nó sẽ đây. Các bác đẩy từ trong ra để cho cái quạt nó vào trong. Đấy. Đây, đẩy từ trong ra ngoài như này nhá, để cho cái quạt nó vào trong, để hướng cái chiều gió vào trong kia. Đó, đây. Đẩy vào này các bác này. Đó, đẩy vào như này kia. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, nó sẽ sập vào cái lẫy này cho em là xong này. Đấy. Hai cái quạt này thì các bác đều để như thế cho em nhá, đều để như này cho em nhá. Đẩy cái quạt cánh gió vào trong nhá, cái hướng cánh gió vào trong. Đây. Đấy là các bác đẩy vào cho em là xong này. Đấy, các bác đẩy vào cho em. Đấy, để vào cho em là xong nhá. Đó, đây nó máy như này rồi, các bác chỉ cần đẩy sập vào cái lẫy này là xong. Đấy, sau đó thì các bác cắm cái đây, tháo cáp ra này. Đấy, tháo cáp ra. Một đầu cáp thì các bác sẽ cắm vào cái cục nguồn này. Một đầu cáp cắm vào cái cục nguồn này cho em. Đấy. Cắm vào cục nguồn này cho em này. Đấy, đây, cáp cắm vào cái đầu nguồn này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn giữ lì lên cho em này. Đấy, giữ lì cho em. Các bác bật nguồn lên này. Đấy, và sau đó thì các bác cắm cái này vào hai cái này cho em. Nói chung là cái này thì bác nào cũng biết sử dụng rồi, nó rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Đấy, cắm vào cho em là xong. Đó. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy. Con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Đây, em đã bật nguồn rồi, là quạt bắt đầu gió bắt đầu chạy rồi các bác này. Đấy, gió bắt đầu chạy các bác này. Đấy, qua theo bắt đầu chạy nhá. Bây giờ là cái quả pin này thì các bác sẽ để vào trong cái túi của nó luôn. Đây, nó sẽ có cái túi đây. Đấy, có một cái túi đây các bác này. Các bác để quả pin này trong túi này xong này. Đó, để quả pin vào túi này là xong. Đó, là các bác bắt đầu mặc vào là xong nhá. Đây, mình cởi ra mình mặc vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, cởi ra mặc vào này. Đấy, em sẽ mặc vào cho các bác xem luôn. Đó, đây. Cái quả pin, cái dây cái quả pin thì các bác luồn vào phía trong cho em. Đấy, cắm luồn vào phía trong các bác nhá. Cắm luồn vào phía trong. Đây nha, cái quả pin này thì nó có một cái túi lưới này. Các bác bỏ cái quả pin này vào cái túi lưới này cho em này. Sau đó thì hai cái cáp này là các bác cắm vào này. Đấy, cắm vào hai bên này là xong. Đấy, cắm hai bên này cho em nhá. Đó. Và con này thì nó khi các bác giữ lì này là nguồn nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì này cho em là nguồn sẽ lên và nó có chức năng sạc cho cả điện thoại luôn. Đó, giữ lì này cho em là nguồn nó sẽ lên các bác nhá. Đó. Đấy, khi bác dùng giữ lì này. Và nó có công tác ở đây nhá. Các bác có thể tùy chỉnh luôn. Cái này nó sẽ là vừa là nút nguồn vừa là công tác luôn nhá. Đấy. Và này, đó. Và đây nó sẽ có cả đèn báo luôn này. Đấy. Đấy, đèn pin luôn. Đấy. Thì có rất nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn nhá, mát vừa, mát mạnh nhá. Đấy, các bác để vào đây xem này. Sau đó thì như này là mình mặc vào thôi. Đây, em sẽ mặc thử cho các bác xem này. Mặc cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Các bác mặc vào cho em. Em thì đang là 1m65 và cân nặng sẽ là tầm 65kg nhá. 1m65 và cân nặng là 65kg. Còn các bác có thể lấy kích thước to hơn cũng được. Đấy, bên em có cả kích thước to hơn. Đấy. Các bác thấy không? Khi em mặc vào một cái là nó đã đẩy cái gió phồng lên rồi các bác. Đây.
Đấy, gió nó phùng lên các bác này. Đấy. Gió nó phùng lên rất là mát luôn các bác nhá. Rất là mát luôn. Đó các bác thấy không? Đấy, gió phùng lên rất là mát luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Gió phùng lên rất là mát luôn này các bác này. Đấy, gió nó bay này các bác này. Đây các bác nhá. Đó, đây, các bác thấy người nó phùng chưa? Đây. Đấy. Gió nó bay này các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, tôi bóng gió nó bay này các bác. Gió rất là to luôn các bác thấy không? Đấy, bay cả túi bóng đi luôn các bác này. Trong này rất là nhiều gió luôn nhá. Đấy. Các bác thấy chưa? Đó đây. Sau lưng của em này. Gió nó cồng lên các bác. Đó. Đây. Rất là tiện để các bác sử dụng nhá. Đó. Đó các bác. Đây. Rất kín luôn các bác. Đó. Rất mát nhá. Thì các bác có thể dùng để mình làm công trình công việc này, hoặc làm thợ này, hoặc là rời nó nóng nó nồm thì các bác dùng con này cho em. Đó. Người em thì nó sẽ là 1m65 và cân nặng là 65kg nhá. Còn các bác có thể lấy tăng giảm thì tùy theo các bác này. Chạy cực kỳ là khỏe luôn. Quạt của nó chạy rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái số ở đây các này. Đấy, các số ở đây nhá. To nhỏ ở đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. Nó có 4 số tất cả nhá. Đấy. Có 4 số tất cả các bác. Rất mát luôn các bác, 4 số rất là mát luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng thoải mái tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Sẽ là 520.000 cho một con áo điều hòa như này. Các bác lên cho em là áo điều hòa 520.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục pin này. Một cục pin như này. Đấy, hai quạt này, một dây cáp kết nối với quạt và một cái bộ củ sạc như này nhá. Đấy, nguyên một cái bộ củ sạc như này thôi. Các bác mua một cái bộ củ sạc như này thôi đã phải mất hàng trăm nghìn rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn, chọn bộ. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Áo thì nó sẽ là thuộc dạng áo dàn di như này các bác này. Thuộc dạng áo dàn di và có lưới như này nhá, có lưới như này. Đấy. Bên em có cỡ ML và XL, ML và XL. Đó. Chất liệu của nó thì màu dàn di của quân đội Nhật rất là đẹp như này các bác này. Màu dàn di quân đội rất là đẹp luôn. Chất vải của nó thì cực kỳ là đẹp, máy trần kỹ các bác nhá. Lên cho em là áo điều hòa nhá, áo điều hòa. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 550.000. Lên mã giúp cho em đó là áo điều hòa này. Đó. Áo điều hòa. Áo điều hòa nhá. Áo điều hòa giá sẽ là 550k các bạn, 550.000 cho cái bộ áo điều hòa như này. Rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là cái túi vuông các bạn này. Túi vuông thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu xanh như này các bác nhá. Đấy, màu nâu và màu xanh. Túi thì chiều cao khoảng 25, chiều rộng 20 và cái chiều ngang này của nó banh ra hết thì nó vào khoảng là 10 cm. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây đeo bên trong như này. Chất liệu này của em thì nó là 100% là da bò tự nhiên các bác nhá. Da bò tự nhiên này. Đấy, các bác có thể về là các bác có thể dùng để test này. Đấy, đây, cái này nó rất là sắc nhá. Đây, em cào này các bác này, không hề có một vết nào luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây, em cào không hề có vết gì nhá. Đấy, hoặc các bác có thể dùng để mình gọi là, đây, em cào cái này. Đấy, đây, cái này mà cào là chảy máu tay luôn đấy. Mà đây không có vết gì luôn nhá. Hoặc các bác có thể dùng lấy máy lửa các bác đốt thoải mái luôn thôi em. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi vuông có hai màu, màu xanh và màu nâu. Giá sẽ là 180.000 cái túi vuông nhá. Lên cho em là túi vuông này. Túi vuông, giá sẽ là 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này. Một dây một củ sạc, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ bao gồm là một dây và một củ sạc như này nhá. Đấy, hàng của iPhone nhá. iPhone. Đấy, dòng của iPhone iPhone 14 Pro Max các bác nhá. iPhone 14 Pro Max. Giá của nó sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k thì cái dây sạc nhanh iPhone như này. Một củ một dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Và giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có 25.000 cho một hộp này thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là găng tay bằng lụa nhá. Đấy, găng tay bằng lụa. Thì nó dùng nó rất là dai, mềm mịn và nó bám tay. Thì các bác dùng nó rất là thích đây. Đấy. Một hộp là 25 chiếc găng tay bằng giấy bóng lụa như này nhá. Giấy bóng lụa thì rất là mềm dai luôn. Tay người lớn, tay trẻ em, rồi tay to, tay nhỏ đều dùng được hết. Nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Có cái độ co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là sướng này. Đây các bác này. Đấy, rất là dai luôn này. Rất dai luôn.
và có cái độ co giãn nhất định nhá, dùng nó rất là sướng luôn. Các bác có thể dùng đựng thực phẩm, dùng để mình bóp nem bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là dọn dẹp vệ sinh đều được hết nhá. Rất dài luôn các bác này. Rất dài luôn, nó là giấy bóng lụa thì nó rất là dài nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã cho em là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn này. Giá sẽ là 25k trên một hộp này, bao gồm là từ 80 đến 100 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái gắp như này các bác này. Đấy, để các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn này. Đây ví dụ như đây là con cá này. Các bác có thể lật con cá này hoặc là nem rán hoặc là nói chung là tất cả cái đồ chiên đồ nóng này. Các bác lật qua lật lại cho em. Đấy. Lên cho em là gắp nóng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 trong con gắp nóng như này. Nhà nào chế biến đồ ăn thực phẩm thì cũng vẫn phải dùng con này, nó rất là tiện luôn, bằng inox sạch đẹp nhá. Lên cho em là gắp nóng này, đó. Gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 thì cái gắp nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá, để mình sử dụng, để mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt rồi sử dụng đa di năng được luôn. Thì các bác dùng con này nó rất là tiện. Về mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em là mình dùng thôi. Rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái gắp như này các bác này. Kèm một cái gắp như này. Đấy, về nhà các bác rửa sạch vệ sinh đi, sau đó thì các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Đấy, bỏ vào khay đá cũng được, bỏ vào ngăn đá. Thì khi mà các bác dùng thì mình lấy ra mình cho vào cốc bia, cốc đá thì mình uống nó sẽ còn nguyên cái độ ngọt của nó các bác nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Đấy, vật mũi đứng thì các bác đặt ở đây cho em. Đấy, khi nào các bác dùng chức năng là bắt mũi tự động thì các bác sẽ cắm cái nguồn này vào nhá, và bật lên cho em như này là con mũi nó sẽ bay và nó sẽ chập này. Đấy các bác nhá. Còn bình thường thì các bác sử dụng bình thường thì các bác dùng chức năng bắt mũi tự động hoặc vật mũi này. Đây các bác này. Đấy, chập rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ có 3 nấc này, tắt đi này và nấc số 1 này. Đấy, và nấc số 2 nhá. Đấy, bắt mũi thì các bác dùng bình thường này cho em. Đấy, chập rất là mạnh luôn. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con vật mũi đứng như này. Hàng thì nó sẽ là đây. Đấy, có các cái thông số đây này. Lên tới 300V luôn nhá. 300V này. Đấy. Đây, chân sạc chân giếc của nó này. Các bác đặt vào cái đế này là xong. Đặt vào cái đế này nó sẽ tự sạc cho bác luôn. Lên cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng, giá của nó sẽ là 150k. Đó, 150k cho cái vật mũi đứng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi. Và kèm cho các bác là một lọ kem và một cái bàn cạo như này. Đấy, một lọ kem, một bàn cạo và 30 lưỡi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k, bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, một hộp kem và một bàn chải này. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này nhá. Đấy, dòng lưỡi kép như này thì dùng rất là tiện ích luôn. Lưỡi kép sáng bóng các bạn dùng rất tiện ích, và một bộ này các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em nhá. Đấy, dùng quanh năm ngày tháng cho em. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kem như này mà giá chỉ có cho các bác là đi 60k thôi, 60k nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này, giá sẽ là 60.000. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc đấy. Về thì nó sẽ có cho các bác là mấy màu như này nhá. Đấy, mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đó, giá thì chỉ có 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 1m4, chiều ngang là 70 và chiều dài là 1m4 nhá. Rất to luôn các bác này. Đấy, ngang 70, dài 1m4. Các bác có thể choàng lên cả người luôn. Thì các bác dùng để mình tắm xong mình lau khô nhá. Đấy, hoặc là mình dùng rất là tiện ích luôn, mang đi tắm biển, tắm biển cũng rất là tiện ích này. Một mặt là bông thô, mặt bông mịn, chất liệu 100% bông tự nhiên, thấm hút nước tốt nhá, dùng rất là thích luôn. Đấy, màu thì sạch đẹp nhã nhặn các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc khăn này thôi các bác. Đấy, 40.000 cho một chiếc khăn như này các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm nhá. Giá thì sẽ là 40k. 40k cho cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Khăn mặt thì cái này nó sẽ là theo bán theo chiếc. 20.000 sẽ là 3 cái nhá. 20.000 là 3 cái.
kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 20.000 cho ba cái đấy, thì các bác có thể dùng để mình rửa mặt này đấy, hoặc nhà có khách có khứa này, hoặc là ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn ghế, lau bát, lau đũa, rồi mình để mình dùng dần, rất là tiện, dùng ở việc gì cũng được. Nhà có cỗ có bàn mình sử dụng để mình lau tay lau chân đều ok hết nhá. Hoặc nhà có khách có khứa thì phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích, sạch sẽ các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là đi 60k trên 10 cái thôi đấy, 60k nhá, 60k trên 10 cái này, trên 10 cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k trên 3 cái nhá, 20.000 3 cái và 60.000 trên 10 cái các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm, khăn tắm à khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật to này. Đấy, khay chữ nhật to. Cái khay chữ nhật to này bao nhiêu đấy? Khay chữ nhật to nhá. Con này sẽ là 40.000 cho một khay chữ nhật to như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay, một cái khay và một cái nắp như này nhá. Một khay và một cái nắp như này. Thì nó rất là tiện ích các bác này. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, inox 304 này. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín này, chế biến thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Ưu điểm của con này nó sẽ có cái nắp đậy như này thì các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, không sợ bị bẩn, bị bụi hoặc là nói chung là côn trùng xâm nhập. Đấy, và hàng thì đẹp, sáng bóng cho các bác luôn. Đấy. Bên ngoài này nó đều còn đang bọc dưới bóng chống xước hết các bác. Đấy, chống xước hết. Inox 304 đẹp sáng bóng nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là 1 lít nhá, vào khoảng 1 lít. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 1 lít đến hơn 1 lít một chút. Đấy này các bác này. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 20 cm, chiều dài thì khoảng 25 cm và độ cao thì vào khoảng là 7 cm. Đó, rất tiện ích luôn. Lên cho em đó là khay chữ nhật to nhá. Đấy. Khay chữ nhật to. Minh ơi. Lấy anh cái khay bé. Khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. 40.000. Lấy cho anh cái khay bé nào. Đấy. Hết mất rồi. Rồi ok các bác nhá. Đó thì khay chữ nhật to giá sẽ là 40k cho khay chữ nhật to như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp tục các sản phẩm lót giày quế chống hôi chân, chống nấm mốc, rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đôi lót giày như này. Giá thì đang trân trọng thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k thôi. 10k cho một cái đôi lót giày như này nhá. Giá cực kỳ là Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đây thì có sẵn quế cho các bác nhé, có sẵn quế cho các bác luôn, nó tẩm sẵn quế bên trong này rồi. Các bác đi thì nó sẽ là chống nấm mốc, chống hôi chân, rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 10k thôi nhá. Lên thì em là lót giày quế nhá, lót giày quế này. Đấy. Lót giày quế giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một chiếc như này. 10k cho một chiếc này các bác này. Đấy. 10k trên một bịch như này bao gồm là một đôi nhá, 10k một đôi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, giá thì rất hợp lý nhá, 10.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi câu, đi kẹo, hoặc là đi chợ, đi búa, hoặc là các bác dùng làm thợ, làm nghề. Đấy, mà muốn treo, muốn cân như này rất là tiện luôn. Đó. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin như này nhá. Pin này thì các bác dùng nó là pin năng lượng mặt trời, cho nên là không lo bị hết pin. Còn hết thì các bác ra ngoài hiệu sách các bác mua cho em, nó rất là tiện thôi. Các bác cứ ra hiệu sách là có thôi. Đấy, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây. Đấy, thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá. Nếu lắp sai chiều mà đèn nó không lên đây. Đấy, thì các bác chỉnh lại cho em là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ có dây quay đeo như này. Thì các bác dùng để mình cân kẹo các thứ nó rất là tiện. Tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá, 50 cân. Và con này thì nó sẽ có cả cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ luôn này. Đấy, nhiệt độ luôn. Miền Bắc giờ đang là 35 36 độ C này, rất là nóng luôn nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân cho em thôi. Đây, ví dụ em cân cho bác cái con thước ấy này. Đấy, con thước 10 m này. Con thước 10 m này là nặng là 0,26 kg. Đây các bác này. Đấy. Nặng 0,26 kg tức là 2 lạng 6 nhá. Đây, con thước rút từ hãm 10 m này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Con 10 m này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái loại 5 m và 7 m rưỡi nữa. Con 5 m là 40.000, con 7 m rưỡi là 50.000 và con 10 m thì sẽ là 60.000. Đó, đây các bác này. Đấy, rút ra rút vào rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì giới thiệu nhanh cái thước rút như này. Còn cái cân này của nó thì nó sẽ là nhớ này, nó sẽ nhớ số một lúc như này, sau đó thì nó sẽ tắt này, hoặc các bác có thể chuyển trực tiếp về không như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo cầm tay như này rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70.000 cho một cái cân treo cầm tay như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân treo này. Cân treo giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu cái này có màu đen và màu gì nhỉ?
Đấy, màu đen thôi nhá. Đợt này em về thì chỉ còn màu đen thôi. Giá thì sẽ là 80.000 cho một vỉ à, một hộp bao gồm 5 đôi. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 10 cm là cái chiều cao. Chiều cao của cái phần gót này là 10 cm nhá. Đấy. Còn tất này là dòng phổ thông rồi, tất nai của Nhật. Chống hôi chân rất là tốt luôn. Đó. Một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này, đó, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một cái hộp tất hộp 5 như này. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 và sạc năng lượng mặt trời, có kèm một cái cáp sạc như này và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đây, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đó, và có báo pin này các bác này. Đây có báo pin đây. Đấy, có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đang nhấp nháy này là nó báo là đang sạc pin nhá. Đó, rất tiện luôn. Có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu đầy đủ nhá. Đầu tiên là một cái đèn cầu như này, tiếp theo là hai đèn led hai bên này và tiếp theo nữa là một con pha dọ như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, nó sẽ là một cái đầu như này và nó sẽ có cái hệ hai bánh răng chuyển động. Các bác có thể lắp vào máy khoan, máy cắt, máy mài, lắp vào máy khoan, máy cắt, đặc biệt là đầu máy khoan pin nhá, máy khoan pin. Đây. Đấy, các bác lắp vào cái đầu máy khoan pin, lắp đúng như này cho em này, cắt rất là tiện luôn. Và con này thì giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho cái bộ sản phẩm này, lắp vào nó sẽ như này cho em. Đấy. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Giá sẽ là 140.000, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này luôn. Em bán rất là nhiều rồi, lắp vào là cắt được luôn. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây bác thấy không? Các bác xem cắt tôn mũi này rất ok luôn. Không những là cắt mà còn lượn tôn sóng các thứ được hết nhá. Cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua hộ em nhá. Cả cái đèn với cái sơn luôn. Các bác đang có một cái máy khoan và muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển sơn đổi nhá. Đây các bác về gắn vào máy rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn các bác nhá. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn mũi này rất ok. Đấy, cắt lượn sóng các thứ ok luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là đèn và nó giả cái cam mô hình, gọi là nó là cái cam giả thôi. Đấy, nhưng mà nó thực chất nó là một cái đèn và rất là sáng luôn. Cái này thì nó sẽ hết năng lượng mặt trời rồi. Đó, về nhà thì các bác cứ bỏ ra ngoài nắng là nó sẽ có ánh sáng thôi. Thì khi các bác lắp thì lắp cho em cái chỗ có ánh sáng là được nhá. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 cho cái đèn cam mô hình như này. Đấy, lên cho em là đèn cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Con này là 120.000 cho con đèn mang sông như này. 120.000 các bạn, rất tiện luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Lô này về thì nó lại là ánh sáng vàng. Đấy, em về thì có lô ánh sáng trắng, có lô ánh sáng vàng nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, có điều chỉnh nhiệt độ như này. Cái này của nó bằng nhựa nhưng mà nó là một cái dòng nhựa fit rất là chắc chắn nhá. Một cái dòng nhựa fit rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Có điều chỉnh sáng tối, các bác có thể dùng để deco trang trí phòng ăn, phòng ngủ hoặc là sân vườn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, 120.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông rất là đẹp luôn. Đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai sơn inox nhá. Sơn inox này. Các bác dùng để mình xịt vào các cái bề mặt như là dùng để mình xịt vào các cái bề mặt là chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Trước khi xịt lắc đều cho em này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn inox xịn sò luôn. Đó, sơn vào nó sẽ chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt các bác này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đó, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt nhá. Chuyên để chống rỉ, đặc biệt là các bác dùng ở trong tàu, ngành tàu biển hoặc là các cái thiết bị nhà mình bị rỉ sét ăn mòn. Lên theo là sơn inox, giá của nó sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá. 80.000 cho một bịch sơn inox như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác này, keo vá tường. Đấy, đây nó sẽ là một lọ keo như này. Xoáy ra cho em này. Đấy, sau đó thì các cái phần mà tường bị thấm rột bong chốc các bác bôi lên cho em, bôi lên sau đó thì mình vuốt cho nó phẳng đi. Thế là sẽ có một cái lớp tường mới rất là xịn sò luôn đây các bác này. Đó. Nhà có trẻ em nó chuyên tô vẽ bẩn hoặc là các cái phần tường bị bong chốc bị nứt nhá. Lên cho em là keo vá tường giá sẽ là 40.000 các bác này. Keo vá tường chống thấm này ngay, rất đơn giản.
chỉ cần nặn một lượng keo vừa đủ, dùng dụng cụ chất tường tận kèm để tán đều keo là xong rồi. Keo này dùng nhựa gốc Ecosi và chất chắn đặc biệt nên chống thấm, bám dính tốt, giúp phục hồi từng nhà bạn rất nhanh và còn rất an toàn đấy ạ. Link mua hàng chính hãng tôi để ngay dưới đây. Rất là tiện các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đây một con khóa chống trộm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một khóa này, một vỉ pin như này và ba cái chìa nữa, rất là tiện luôn. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có còi hú thì rất là tiện nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng bình thường thì nó sẽ không kêu, nhưng các bác đảo chiều lại cho em là sẽ kêu nhá. Chạm là sẽ kêu các bác này. Đấy. Các bác đảo chiều lại thì nó không kêu nhá. Đấy, và các bác dùng chiều kêu thì nó sẽ kêu này. Đấy. Có người chạm tác động vào khóa là nó sẽ kêu các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 một con khóa chống trộm như này nhá. Bao gồm cho là ba chìa rãnh này, ba chìa rãnh, một khóa và một vỉ pin luôn. Đấy, một vỉ pin như này các bác về các bác thay pin cho em. Thay pin thì thay ở dưới đít nhá. Các bác thay pin thì các bác xoáy ốc ra và thay ở dưới đít cho em. Đấy. Giá sẽ là 80k. Lên mã cho em là khóa chống trộm nhá. Đấy. Khóa chống trộm này, giá sẽ là 80k cho mấy em khóa chống trộm như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo này. Băng keo hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, và hàng lại về số lượng và giá rất yêu thương cho bác luôn. Quận nhỏ thì sẽ là 5k nhá. Quận nhỏ là 5k đây. Quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to như này sẽ là 10.000 này, quận to là 10.000 này. Còn các bác nào mua theo cân ký thì sẽ rẻ hơn đây. Quận nhỏ này sẽ là 5.000 nhá. Đây, các cái quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to này là 10.000 này. Và mua cả cân thì sẽ là 80.000 một cân, còn nửa cân là 40.000. Hàng thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền cho các bác luôn. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền và gần như không có lõi nhá. Hàng nội địa của Nhật hết nhá. Hàng nội địa của Nhật hết. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Made in Japan đàng hoàng nhá đây các bác này. Hàng của thương hiệu DNK. Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Đấy, made in Japan nhá. Đây, siêu dai luôn các bác, rất dai, rất dính và băng keo mỏng như này là quấn rất là da luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác theo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cân là sẽ là 80k một kg nhá. 80k một kg, nửa cân thì sẽ là một nửa tiền, và quận nhỏ là 10.000 và quận to sẽ là, quận nhỏ là 5.000, quận to 10.000. Rồi, các số online bên em các bác liên hệ rồi ok. Đây rồi, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục các cái mã giảm giá cực sốc cho các bác luôn. Đó, mã tri ân, mã giảm giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có vài k trên một sản phẩm thôi các bác nhá. Lưu ý các bác đã còn không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó, mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp các bác này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Đó, kẹp đơn thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 ba cái. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. 20.000 sẽ là 5 chiếc nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Đấy, lên mã cho em là kẹp đơn nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Và bác nào mua số lượng là từ 10 cái trở lên thì sẽ là 40.000 cho 11 chiếc nhá. Đấy, bên em sẽ bán là 40.000 11 chiếc, còn mua 20.000 sẽ là 5 cái. Lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn, kẹp đơn. Đó, lên cho em là kẹp đơn nhá. Đó, kẹp đơn này. Giá của nó thì đợt này về cho bác giá tốt nhá. 20k này sẽ là bằng 5 cái nhá, bằng 5 cái. Và 40k nhá, 40k thì sẽ là 10 cái. 20k này là bằng 5 cái nhá. Đó. Và 40k, đấy, 40k thì sẽ là 10 cái và tặng thêm 1. Đấy, 40k thì sẽ là 11 cái nhá. Đấy. 10 cái tặng 1 tức là 40.000 là 11 chiếc, còn lại là 20.000 thì sẽ là 5 cái nhá. Bác nào mua cả 10 cái thì bên em sẽ tặng 1. Đó, 10 cái tặng 1. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này, một là màu trắng, hai là màu xanh, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Cái màu này thì nó không quan trọng lắm. Đấy, đây các bác này, cái này thì kẹp cực kỳ là chắc và kẹp cực kỳ ngon luôn. Đây các bác này. Đấy, kẹp rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để phơi quần, phơi áo, phơi đồ rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là kẹp những cái quần áo đơn giản ở trong tủ nhà mình. Đấy, nó bằng lò xo cứng như này, dùng rất là thích, inox sáng bóng đẹp nhá. Lên cho em là kẹp đơn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái này là cái gì nhỉ, que hàn nhiệt nhá. Đấy, thì nó sẽ là 25.000 cho một túi như này. Một túi này bao gồm 3 cái này. Đấy, khi mà nó vận chuyển đến thì cái này nó rất là giòn, thế nên nó có dấu hiệu là bị gãy. Đây, em chạm nhẹ nó đã gãy rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Tại vì báo thẳng với các bác luôn là khi các bác nhận hàng thì có thể nó sẽ bị gãy nhá. Thì các bác hết sức thông cảm thôi. Cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ là nó sẽ gãy rồi, nhưng mà cái này dùng nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là hàn vào các cái vị trí nào đó mà nó bị thủng này, bị thấm rột này,
Đấy, hàn nhôm, hàn sắt, hàn đồng, hàn chì đều được hết nhá. Các bác chỉ cần lấy máy lửa mà đốt vào xong. Đấy, cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ nó gãy rồi. Cho nên là các bác cũng thông cảm cho em thôi. Đấy, nói thẳng luôn các bác là khi các bác nhận được hàng là nó sẽ bị gãy nhá. Nó sẽ bị gãy, không tránh khỏi đâu. Thì cái gãy này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt. Que hàn nhiệt nhá. Đấy. Que hàn nhiệt giá sẽ là que hàn nhiệt này. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trên một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ. Đấy, rất là tiện luôn nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp và an toàn cho cả bà mẹ và trẻ em luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây. Đấy, an toàn cho cả bà mẹ trẻ em nhá. Combo của cho các bác là sẽ là một đèn sông tinh dầu như này và có tới cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ, thì có cho các bác là 120.000 cho một con đèn sông tinh dầu này thôi. Đấy, các bác xoáy cái lọ tinh dầu này vào cho em này, bật nút này lên này, cắm điện bật nút lên là xong nhá. Không dùng thì các bác lại tắt đi cho em. Đó. Và ngày đầu tiên thì các bác cứ dùng cho em liên tục trong vòng 3 ngày đầu tiên nhá. Còn tiếp theo thì các bác cứ tầm khoảng 4 giờ chiều các bác bật lên cho em, và đến lúc nào đi ngủ thì các bác tắt đi là nhà bác sẽ không còn một con muỗi nào luôn. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi nhá, hàng của thương hiệu Wanza của Nhật các bác nhá. Đó, giá thì gì? Có cho các bác là 120.000 mà có tới 4 lọ tinh dầu luôn. Đấy, lên cho em là sông tinh dầu muỗi này, sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái bộ đèn sông tinh dầu muỗi như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu thuốc như này, thì các bác có thể dùng rất là tiện và đa di năng luôn này. Đấy, đây một cái tẩu thuốc như này, cái thân của nó thì bằng nhựa và sơn giả đồng nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa chịu nhiệt, và còn cái đầu tẩu này bằng đồng này, đầu tẩu này bằng đồng thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ, 70.000 cho một cái tẩu thuốc như này nhá. Cái đầu này thì nó sẽ là bằng kim loại này, bằng kim loại và có gioăng giết các thứ đầy đủ luôn. Đấy, các bác lên xem là tẩu thuốc nhá, giá sẽ là 70.000. Thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện này các bác này. Đấy, đây, thuốc lào, thuốc lá chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho là tẩu thuốc nhá. Tẩu thuốc giá sẽ là 70k. Đó, tẩu thuốc này. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khăn lau bếp nhá. Một bịch này của nó thì sẽ bao gồm là 10 chiếc khăn lau bếp như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông nhá, thấm hút cực kỳ là tốt luôn các bác, thì dùng lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn lau bếp, bên em gọi chung nó là khăn lau bếp. Giá thì chỉ có 30k cho một bịch như này thôi. Một bịch là 10 chiếc. Đấy, nhà bác nào có đình đám cỗ bàn mua cái này cho em 2 3 bịch dùng thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau bếp, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bỏ cho anh kia hai cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông, cái đèn kia luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này các bác này. Đấy, 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi như này nhá. Tính ra vào có 30.000 một đôi thôi. Thì nó sẽ là một chậu và một rổ như này. Chất liệu của nó này, nhựa này là nhựa siêu mềm luôn các bác nhá. Nhựa siêu mềm, nhựa Việt Nhật luôn. Dùng rất là thích các bác này. Đấy, bóp vào ấn ra thoải mái luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông, hàng của Việt Nhật nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cầm anh cái mài ba khe kia luôn. Mài dao ba khe đầu bếp nhá. Đấy, các bác lên cho em là mài đầu bếp này, hàng của Asaka Japan của Nhật nhá. Con mài đầu bếp như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con mài đầu bếp như này. Đấy, thì nó sẽ là dòng ba khe như này, 1 2 3. Đấy, như bên em về nó có hai mẫu, một mẫu là hàng cao cấp và một mẫu là hàng chuyên dùng cho nhà hàng nhà bếp này. Đấy, nhà hàng nhà bếp thì con này sẽ là 40.000. Đấy, thì các bác lên cho em con này sẽ là mài đầu bếp 40.000 nhá. Ngoài ra thì có một con hàng cao cấp của Nhật đây. Đấy, Katashiwa Made in Japan, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp dùng cho phổ thông nhá. Đấy, rất cao cấp cho các bác luôn. Đấy, dùng cho VIP được các bác này. Đấy, đây, Katashiwa Made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe đỏ nhá.
mài ba khe đỏ nhá, ba khe đỏ giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Con này thì hàng cao cấp giá 130.000, còn con này thì chuyên dùng cho các nhà hàng, đầu bếp, khách sạn, nhà hàng đấy. Thì lên cho em là mài đầu bếp giá sẽ là 40.000 nhá, cũng đều là hàng của Nhật hết. Thì con này nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng, khách sạn, đầu bếp mà. Lên cho em là mài đầu bếp này giá sẽ là 40k nhá, 40k cho con mài đầu bếp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là một cái này là cái gì nhỉ, chân đỡ đa năng các bác nhá, chân đỡ đa năng. Thì con này các bác dùng để mình đỡ máy giặt này, rồi tủ lạnh, rồi nói chung là đa chức năng luôn. Các bác có thể nâng lên hạ xuống ở những cái mặt bằng mà các bác bị hạn chế chiều, cái độ thăng bằng nó không bằng nhau thì các bác đặt cho em, đặc biệt là máy giặt này, rồi máy giặt này, rồi là giường, tủ, bàn, ghế đều đỡ được hết nhá. Đấy, sức nặng của nó là lên tới hàng tạ luôn, cho nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây đấy các bác này, đấy thì các bác có thể để tủ lạnh này, hoặc để máy giặt này, hoặc là các cái đồ đoàn, giường, chiếu cũng đều kê ok hết nhá. Một bộ này của nó thì 4 chiếc để các bác kê tủ lạnh, kê bàn, kê ghế đều được hết nhá. Giá thì sẽ là cái bộ đỡ này là bao nhiêu đây? Đó. Bao nhiêu cái bộ này? Chân đỡ đa năng này, chân đỡ đa năng nhá, chân đỡ đa năng giá sẽ là 50k cho một cái bộ chân đỡ đa năng như này, bao gồm 4 chiếc. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây em sẽ có video thực tế. Đây các bác này. Đấy, nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ là một cái chân đỡ như này các bác này. Bộ của nó bao gồm 4 chiếc. Thì các bác có thể dùng để mình đấy, để chân tủ lạnh này, rồi tủ lạnh, máy giặt, rồi các cái đồ mà các bác cần kê lên, chịu lực tốt luôn, chiều cao tối đa của nó sẽ là 12cm nhá. Đó, chịu lực tốt, chống rung rất là tốt luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý, chỉ có cho bác là 50k một bộ này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn gậy nhá. Đèn gậy giá sẽ là 140.000 cho một con đèn gậy như này. Nguyên cái hộp của nó đây là xịn sò này các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cáp sạc và một cái sạc ngoài luôn các bác này, một cái đầu sạc ngoài như này, một cái củ sạc ngoài như này các bác này. Đấy, đây là cái chân sạc của nó này, rất tiện ích luôn nhá. Cái này không phải đâu các nhá, cái này là ở bên ngoài này, không liên quan đâu. Nó chỉ có cho các bác một cái chân sạc này thôi. Chân sạc này về các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây này. Đấy, đây nó báo pin nhiều các này. Đấy, nó báo pin ngược lại đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái chân sạc như này, thân của nó bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ có cho các bác bao gồm là ở ngoài đấy, ngoài đây một túi, một đôi pin như này thôi, một đôi pin như này, cả hộp cả thùng. Một đôi pin này. Đấy, một đôi pin này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Và ở đây thì nó là một đôi pin kép luôn, hai viên pin 18650. Đấy, rất sáng các bác. Con này thì các bác có thể dùng để trên ô tô này, vừa làm gậy để mình phòng bị rất là tốt này. Đấy, rất sáng các bác nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đấy, rất tiện cho các bác luôn. Đó, đặc biệt là các bác nào hay đi ô tô này hoặc đi ngoài đường này, cần dùng một cái đèn có cái độ sáng là tương đối này và an toàn, dùng để làm vũ khí nhá. Đấy, dùng gọi là các bác dùng để phòng thân đấy. Thế nên là em gọi nó là đèn gậy. Thì các bác có dùng rất tốt luôn này. Đấy, quánh đập này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy nhá. Đèn gậy 140k cho một con đèn gậy như này, rất tiện ích luôn này. Lên cho em là đèn gậy thì giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này. Đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc của ngân hàng nhé. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá, và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bạn, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó, thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn, và nó rất là an toàn nhá, rất an toàn này các bác này. Đấy, lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này.
Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này. Và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, đèn xoay. Giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này, rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia. Thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá, Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này, cái này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị Long Ben Hắc Lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị Long Ben Hắc Lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ Long Ben Hắc Lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là Long Ben Hắc Lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia, cho một cái hộp như này các bác nhá. Đấy, cho một hộp Long Ben Hắc Lào này. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lót giày thì bên shop lại về số lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, lót giày quế. Hàng dùng thì các bác dùng nó sẽ gọi là chống hôi chân rồi chống da mồ hôi chân rồi, nói chung là các bác dùng là rất là an toàn luôn. Đây, lót giày quế thơm này. Đấy, chất lượng số 1 Việt Nam luôn. Con này dùng cực kỳ an toàn. Các bác dùng để mình lót giày để chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rồi là chống bị nấm mốc các thứ nhá. Giá thì sẽ là 10k trên một đôi lót giày như này. Lên cho là lót giày quế 10k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ đôi nạo Đức này, bộ đôi nạo Đức. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc này, một chiếc nạo ngang và một chiếc nạo dọc như này. Đấy. Cái này thì em gọi là nạo dọc này. Đấy, nạo dọc và cái này thì gọi là nạo ngang nhá. Hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy. Thì một đôi nạo Đức như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi nạo như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Cực kỳ hạt rẻ nhá. Hai chiếc nạo như này mà giá chỉ có 70.000 thôi. Lên mã cho em là bộ đôi nạo Đức này. Đấy, bộ đôi nạo này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá sẽ là 70k nhá. 70k trên bộ đôi nạo Đức như này. Tiếp theo thì cái chảo than chảo tổ ong này, chảo lưới tổ ong bên shop lại về nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo tổ ong chống dính cực kỳ tốt luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga đều ok hết nhá. Bếp từ bếp ga đều ok hết này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới chống dính như này. Đường kính của nó vào khoảng là 27-28 cm nhá. Có quai cầm như này. Chốt đinh cực kỳ là ngon và chống nóng rất là tốt nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, chảo thì nó sẽ là hàng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Dày dẫn chắc chắn và có tráng chống dính này, rồi là có dập lưới chống dính như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong. Con này thì đường kính khoảng 27-28 cm. Chảo tổ ong giá sẽ là 140.000 thì cái chảo tổ ong như này nhá. 140k trong con chảo tổ ong như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Cái mã giúp cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mới con sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhá. Đấy, nó sẽ là bao gồm là một thân máy như này, Osaka Japan này. Con này sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Điện 220V này, công suất của nó sẽ là 350W nhá. Các bác có thể dùng để xay cua, xay tôm, xay cá, xay thịt, xay sinh tố đều ok hết nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kép như này các bác này. Đây. Một bộ lưỡi kép như này bao gồm là bốn lưỡi như này nhá. Bốn lưỡi sắc bén cho các bác luôn. Bốn lưỡi sắc bén như này các bác này. Dùng thì rất là thích luôn các bác nhá. Đó. Và các bác chỉ cần đặt vào máy như này là mình sử dụng thôi. Đây. Đặt vào máy này, sau đó thì mình nhấp như này là máy sẽ chạy nhá. Sử dụng điện 220V, có dùng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka. Giá của nó sẽ là 145.000 nhá. Đấy.
Đây máy giúp cho em là máy xay Osaka này, 145k nhé. 145k cho một con máy xay Osaka như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái bộ móng tay và đựng trong một cái ví như này. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, 1 2 3 này. Đấy một cái bấm to, một cái bấm nhỏ và một cái bấm khóe. Đấy nó lệch như này. Bộ nhíp này, kéo tỉa lông mũi này, đầy đủ bộ phận như này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 60.000 thôi, 60.000. Lên mã giúp cho em là bộ ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Qua lên cho em là ví hồng này. Đó. Ví hồng, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải, cái này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một vỉ bàn chải hàng của Nhật như này nhá. Đấy. Hàng này thì tiêu chuẩn là chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Bác nào hay bị cái chứng viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Đấy. Làm sạch hoàn toàn và dùng thì rất là tốt luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy. Vỉ bàn chải giá cực hạt rẻ luôn, 25k cho một vỉ như này nhá. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 chiếc. 6 chiếc bàn chải hàng nội địa của Nhật như này mà giá chỉ có 25k thôi. 6 cái này, đầy đủ màu sắc cho các bác luôn nhá. Đấy, chất liệu là lông tơ cực kỳ là mềm mảnh luôn, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Vì bàn chải giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái con máy này. Các bác lên mã giúp cho em đó sẽ là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột. Con này thì công năng của nó thì giúp là đuổi chuột, đuổi côn trùng, đuổi kiến gián nhá. Đấy, chuyên để đuổi chuột, côn trùng, kiến gián này. Đấy, chuyên để đuổi chuột, đuổi côn trùng, kiến gián. Và giá của nó sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột, côn trùng, kiến gián như này. Lên xem là máy đuổi chuột này, máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Máy đuổi chuột 35.000 nhá. Mắt xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đấy, giá chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 5k cho con cân 5 như này. Các bác lên máy giúp cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân cho các bác được là 5kg nhá. Đấy, cân cho các bác được là 5kg. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 50.000 cho một con cân 5 như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ và là các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Lên máy giúp cho em là cân 5. Đây các bác này. Đấy. Hàng này về thì nó sẽ có lô có pin và lô không có pin nhá. Lô này thì lại có pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em này. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào là mình dùng này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, bật nguồn lên các bác này. Đấy, bật nguồn lên sau đó thì mình cân thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ em cân cái điện thoại của em này. Con điện thoại của em đang là 220g này. Các bác nhấn nút nguồn này. Đấy, nhấn nút nguồn này nó sẽ về không và các bác cân cái bộ ví hồng này. Đấy, cân bộ ví hồng là 184-85g này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đó thì các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn chức năng trừ bì cho em. Ngoài ra thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5 này. Cân 5, giá sẽ là 50k cho mấy em cân 5 như này nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ khoan mini như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, đấy, một thân máy và tất cả các cái đầu vít này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe mẹ con đầy đủ cho các bác này. Đấy. Có những cái đầu vít nhỏ này để các bác đưa vào các cái ốc vít khó này. Đó. Sau đó thì sẽ có cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy như này các bác này. Đấy, đây. Máy thì chạy rất là khỏe và con này thì nó sẽ có thể đảo chiều được luôn các bác này. Có thể đảo chiều được các bác này. Rất tiện luôn các bác nhá. Máy thì chạy rất là khỏe luôn. Có cho các bác các cái đầu vít như này thì các bác tháo lắp vít này. Rất là tiện ích nhá. Đó.
giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây mã kia là máy vít nhá. Đấy, có cả đầu lục giác luôn nhá, có cả đầu lục giác này. Lục giác của nó thì sẽ là từ 4 đến 12 nhá, từ 4 đến 12. Đó, từ 5 đến 12 cho các bác. Đấy. Đầu lục giác và đầu vít các cái chi tiết đầy đủ như này mà giá thì cực kỳ rẻ cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là kìa. Này đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ vào ship, bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp chị em, ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng áp cóc, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Đây. Giá thì sẽ là 110.000 cho con áp cóc như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước. Có dấu hiệu điện của dò gì chập cháy hoặc là quá tải là áp sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là áp cóc 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cóc 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cóc 30A nhá. Cóc 30A này. Cóc 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cóc 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con áp đại 40A đây. Đấy. Con áp đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn, hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con áp cóc, à một con áp đại 40A như này. Đấy, áp đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên xem là áp đại này. Đó. Áp đại 40A, áp đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con áp đảo chiều này. Áp đảo chiều. Con này thì nó sẽ là dòng áp đảo chiều và 63A nhá. Đấy, 63A đảo chiều. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 trong con áp đảo chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này, hoặc là dùng cho gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là áp đảo chiều, 110.000 cho một con áp đảo chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá. Hai cái chén này của em nhá. Hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Hôm lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp ra. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này. Đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến đây, các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây. Đó. Lên cho em, đưa anh đi rẻ mình yêu. Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin, sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này, em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi là sáng bóng đẹp luôn. Đó, đây, các bác tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây, đấy, các bác. Đầu tiên các bác bật lên cho em này, đấy, và mình chỉnh lên một chút này. Sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nha. Đấy, đều nhau tam táp luôn. Đó, hai chén đều nhau tam táp luôn nha. Các bác thấy không? Đây, hai chén này, đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này. 270k. Nó rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nhá. Đấy. Máy rót rượu 270.000. Đây. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện.
thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này các bác này, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này. Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là bốn cái ô như này. Bốn cái ô như này nếu các bác mua bình thường một cái ô như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi. 160 nghìn để mua được bốn cái ô inox đẹp như này. Đó, mỗi cái ô này của nó thì sẽ là 0.5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy, và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây, đổ nước vào đây. Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào, đặt cái này vào. Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhé, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm, cho gạo vào nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm, thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi, mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây, con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này. Điện thì nó sẽ là 110 đến 220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng được cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây, 259, 130, 220. Đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180k. 180.000 cho cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái ô inox đấy nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 4 cái ô inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này. Quạt rất mát luôn. Gió ù luôn các bác này. Quạt siêu mát luôn, gió ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút cho lên cho em, đèn rất sáng luôn. Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3-5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá. Và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn. Có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này. Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện thì nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này, bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này. Đó. Con này thì rất tiện. Các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3-5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Hên cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Đèn bão và có quả cả quạt luôn. Thế nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? Đèn bão là 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100.000 cho cái đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai cái quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Ở đây nó có cái tấm, có cái viên pin hạt nam châm từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, bỏ cho anh cái đôi pin vía đây để anh chạy thử nào. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây, em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái nam châm từ trường như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái nam châm từ trường như này. Bóc ra. Và lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào, sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu, nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt nam châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay các bác này. Đấy. Đấy. Sau đó thì các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao ba con, dao cán gỗ ba con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây tờ giấy. Bộ dao cán gỗ ba con, giấy ghi đơn đấy, lấy giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bác này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây, chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam.
Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Lên thì em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80.000 cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bác. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bác thấy không? Dao rất bén luôn, Seki Japan như này. Con này thì sẽ là 80.000 cho con dao thái gỗ như này nhá. Đấy, 80.000. 80.000 là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này. Con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Có lên cho em là gọt gỗ nhá, 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bác, cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa chức năng luôn. Con này thì dài khoảng 20cm, còn con này thì dài khoảng 30cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá. Bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này, cán gỗ này, cán gỗ. Giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhân viên tránh việc trùng đơn. Nhận hàng của các công ty ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em ship code toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên bên em lên cho các bác đó là cái keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh. Đấy, nó vỏ màu xanh như này. Bên em lên nó sẽ là keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ và bên em bán là combo 3 típ là 50.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 một típ như này. Một hộp của nó sẽ là 60g. Một típ này là 60g nhá. Lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, và bên em bán theo combo. Đấy. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh này, keo đa năng xanh. Đấy. Một típ thì sẽ là bằng 20k nhá. Đấy. Và ba típ thì sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho ba típ. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây là keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomonao công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy các bác nha, giá thì chỉ có 20.000 típ này thôi, và mua 3 típ thì sẽ là 50.000. Lên cho em là keo đa năng xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Đấy, thuốc trị long ben hắc lào, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào này, đấy, long ben hắc lào rồi nấm ngứa này, đấy, nấm ngứa. Đấy, và các cái bệnh ngoài da mãn tính thì các bác dùng cái nào cho em từ 1 đến 2 tip là sẽ khỏi dứt điểm cho các bác luôn. Đó, cái này em bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì chuyên trị long ben, hắc lào, nấm ngứa. Đấy, kẽ chân, kẽ tay các bác bôi cái này cho em, khỏi luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một tip này thôi. Lên cho em là long ben hắc lào nhá, 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít. Đấy, bình 20, dung tích là 2 lít. Vỏ bên ngoài của nó thì bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, khá là chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và con này dung tích của nó 2 lít này, bên trong cũng bằng inox luôn. Con này thì không giữ nhiệt đâu, các bác chỉ dùng để đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia. Đấy, hoặc là nói chung là đa chức năng, các bác cứ đựng nước là ok. Còn nó không có tính năng giữ nhiệt. Tại vì cái giá của nó thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Các bác lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Giá sẽ là 80k. Các bác dùng để đựng nước uống này, đựng nước ở trên phòng này. Đấy, nhà có phòng thì các bác đựng vào trên phòng, hoặc là đựng nước uống để bàn có khách khứa vừa sang xịn mịn, vừa đẹp, vừa lịch sự.
và cái giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đó, chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, bình 20 nhá, 80.000. Sao lại nó lại giá nó lại rẻ vậy các bác ơi? Đấy, 80.000 cho một con bình như này, bằng inox rất dày dẫn chắc chắn. Dùng thì thao thoải mái ok luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là máy cạo râu 9D nhá. Con này thì lại còn giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một em máy cạo râu như này. Hàng 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho các bác nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác chức năng đầu tiên đó là cạo râu này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cái phần cạo ba lưỡi như này, ba lưỡi kép cạo cực kỳ sạch luôn. Đây, các bác chỉ cần đưa vào là mình cạo thôi. Đó. Lưu ý các bác khi cạo thì các bác đi chậm thì em, đi chậm để cho lưỡi nó ăn vào nó cạo cho râu nó sạch nhá. Đó. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt xẹt xẹt chưa? Đó. Thứ nhất là các bác đi chậm cho em nhé, đi chậm cho em này. Đấy, đây râu nó đứt rồi này các bạn này. Đó. Các bác đi chậm cho em. Đấy, sử dụng xong thì các bác tháo ra cho em. Đấy, mình sẽ lắp cho em cái phần là đây. Đấy, nó có cái phần là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác muốn tỉa lông mũi thì các bác lắp vào. Lắp vào, tỉa lông mũi này. Đấy, cứ lắp vào cho em là xong. Đó, tỉa lông mũi này, có cái phần tăng đơ này, tăng đơ này. Đấy, tiếp theo nữa là có cái phần cho các bác để massage này. Đấy, massage để mình kê cái phần chổi như này để các bác massage mặt. Đấy, massage mặt nữa rất là ok. Giá chỉ có 95.000 thôi, combo cho các bác là 4 đầu để các bác thay tháo nhá. Đấy, massage mặt này, cạo râu này, tỉa lông mũi này, rồi tăng đơ chấn viêm. Đấy, một con hàng con này là 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một con hàng như này nhá. Và cái giá thì lại cực kỳ là hạt rẻ cho anh em và các bác. Đấy, hàng 4 chức năng cho các bác luôn, mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá. 95.000 cho một con này thì nói chung là các bác cũng chả đi đâu mua được con này. Đây, có cáp sạc, cáp siếc hẳn hoi. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. 95k. Đấy, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này thì giá quá hạt rẻ rồi. Các bác có thể sử dụng rất là tiện ích luôn. Đấy, 95.000. Không thể tin nổi luôn các nhá. Đấy, chả đi đâu mà mua được một cái bộ sản phẩm chất lượng như này. Giá chỉ có 95k thôi. 95k. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Đấy, máy cạo râu 9D. Giá sẽ là 95k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia kìm bấm cúc nhá. Lên cho em là kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một con kìm như này. Các bác dùng để mình bấm cúc quần, cúc áo, nói chung là đa chức năng, hoặc là bấm cúc của các cái chi tiết khác đều ok hết. Lên cho em là kìm bấm cúc. Giá thì một cái bộ như này chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tiện dụng, dễ sử dụng được, chị em tin dùng mua nhiều. Đấy, chỉ cần lắp vào này cho em xong. Đó, rất là tiện luôn. Rất tiện cho các bác sử dụng nha, và cái giá thì rất hợp lý các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần lắp vào này xong. Sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lường đang ra tiệm sửa thì mấy bà sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này, không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc lật liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn. Rất là ngon đấy. Bấm vào phát là xong. Áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cổ được. Bấm vào xong luôn, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo khô các bác nhá. Đấy. Táo khô các bác này. Đây, đấy, táo khô. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, táo khô của Samsung Hàn Quốc đây. Đó, Korea Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đây, một bịch như này. Đấy. Bịch này rất là đẹp các bác này. Đó. Hàng táo đều đẹp nhá, táo đều đẹp. Con này thì giá của nó sẽ là đây, hàng của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Toàn bộ của Hàn Quốc hết nhá. Mã tem, mã vạch, mã code Hàn Quốc đàng hoàng. Anh mình hộp của nó chất lượng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là táo Hàn Quốc nhá. Táo Hàn Quốc giá của nó sẽ là con này thì phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn nhá. Đây thì phần bán của nó số 1 Hàn Quốc luôn này. Korea các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là táo khô, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một hộp táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩy xanh nhá. Đấy, con này thì chuyên để tẩy xoong nồi này. Xoong nồi vành bánh xe. Đấy, xoong nồi vành bánh xe ô tô rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bác nào có ô tô thì các bác cứ mua cái này về cho em. Mình dùng chuyên để tẩy ô tô rất là tiện đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước vào, cho làm ướt bề mặt, sau đó thì mình cho cái này vào. Sau đó thì mình đánh thì cọ đi là sẽ sạch luôn. Lên cho em là tẩy xanh 25k trong hộp tẩy xanh như này nhá. 25.000.
Đây em có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bạn ạ. Tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, đó, giá 25k đó nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nấm nhá. Đèn nấm thì cái này các bác dùng nó là đèn ngủ, nhưng mà em lên tên nó đèn nấm tại vì nó hình cây nấm như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ cảm biến và nó sẽ không lên đâu nhá. Ban đêm trời tối nó sẽ lên, đây em che đi này. Đấy, em che đi là nó tối là nó sẽ lên thôi. Đó, ban ngày thì cảm biến là nó sẽ không lên, nhưng mà ban đêm trời tối là nó sẽ lên các bạn. Đấy, con này thì nó sẽ đang sáng quá, nó không lên được. Đấy các bạn này, đây. Đấy, em che đi, phải che hẳn đi này thì nó mới lên này. Đấy các bác thấy không, đó. Thì các bác dùng để làm đèn ngủ nó rất là tiện. Đấy, mình cắm trực tiếp ổ điện nhà mình. Đấy, ban ngày thì nó sẽ không sáng và ban đêm thì nó sẽ sáng để cho các bác đi lại ở những khu vực nào mà các bác chỉ cần sáng ban đêm thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn nấm nhá. Đèn nấm giá sẽ là 25k. Đó, đèn nấm này. Đấy, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trong cái đèn nấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ có các màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Dép đi trong nhà thì ai cũng đi vừa cả và nó cũng không quan trọng màu sắc đâu. Giá thì chỉ có 35.000 trong đôi này thôi. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nỉ này. Đây là bằng nhung này. Đấy, rất đẹp. Rất đẹp nhá. 35k. Các bác chuyên dùng để đi trong nhà nó rất là tiện ích, sạch sẽ. 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy sấy tóc. Đấy, máy sấy tóc. Đây, hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn và máy chạy cực kỳ là khỏe. Đây em cắm trực tiếp cho bác xem. Máy sử dụng trực tiếp điện 220V nhá. Đấy, đây. Đấy có theo. Rất mạnh luôn nhá và nóng rất là nhanh luôn. Nóng rất là nhanh. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả. Các bác bật phát nóng luôn các bạn. Đấy, công suất của nó là 3000W. Bật phát nóng luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ có chức năng là nóng thôi nhá. Chức năng là nóng thôi. Đấy, gọi là máy sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là sấy tóc nhá. Máy sấy tóc giá sẽ là 35k. À, 130.000. Đấy, lên cho là máy sấy tóc này. Giá sẽ là 130k nhá. 130k là con máy sấy tóc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chắn. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì nó sẽ là dòng chắn dầu mỡ nhá. Đây, các bác dùng để chắn vào cái bếp ga này rất là tiện ích này. Đấy, chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ khi mà các bác đun thì dầu mỡ nó văng ra thì các bác chắn lại cho em. Đấy. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 32cm và một chiều là chiều dài là 84cm nhá. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái chắn dầu mỡ như này. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái sen như này và ở đây nó sẽ có một cái đầu vòi cao su như này. Khi tắm thì các bác dùng để massage kỳ cọ được luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con sen cao su như này thôi. Đấy, có cả sen cả dây như này. Đây, đầu này để các bác kỳ cọ này. Đấy, vừa kỳ cọ massage được luôn, rất là tiện. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trên tay và cũng có các cái chế độ này. Có 3 chế độ để xả nước rất là ngon lành luôn. Lên cho em là sen cao su. Giá thì chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con sen cao su như này. Con này thì cũng rất là tiện ích. Đấy, lên cho em là sen cao su nhá. Đấy. Sen cao su này. Sen cao su giá sẽ là 90k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó, thì nó đây sen tắm như này, các bác dùng để massage này, kỳ cọ này. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái sen tắm cao su này giá chỉ có 90.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Đấy, phích cắm thì sẽ là 20.000 cho một cái phích cắm như này và có đèn báo này. Đấy, cái phích cắm này thì sẽ có đèn báo cho các bác. Đây. Đấy, cái phích cắm này có đèn báo này các bác này. Cắm vào là có đèn báo sáng như này. Đấy, rút ra này. Cắm vào có đèn báo sáng này. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng nhá. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng như này. Con này thì sẽ là 20.000. Đấy, còn cái phích cắm thì sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. 3 chân này thì có đèn báo và 5 chân không có đèn báo. Dòng cao su non. Đập phá thoải mái cho các bác nhá. Đấy, cao su non như này, đập phá thoải mái luôn, lõi bằng đồng hết. Đều là 50.000 một cái nhá. 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc. Công suất của nó lên tới là 250V 16A. Đấy, 50.000 một chiếc, hàng nội địa của Nhật. Con này các bác dùng đập phá thoải mái cho em luôn. Đó. Đập phá thoải mái nhá, hàng cao su non, yên tâm sử dụng. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 một chiếc này thôi.
Hàng 3 chân và hàng 5 chân đều là 50.000 nhá. Riêng con 3 chân này có đèn báo, con 5 chân không có đèn báo. Về nhà các bác xoáy ra cái nối dây vào đây cho em. Rất tiện ích luôn. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các mã hàng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên nên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác là gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bên em ship code toàn quốc nhá, từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua giúp cho em đủ 200.000 thôi. 200.000 thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì là to cả. Các bác cứ mua đủ 200 rồi cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá, xi đánh giày. Mã này thì trước Tết thì em cũng có đặt hàng nhưng mà hàng nó không về kịp trước Tết, thì đây giờ hàng về để phục vụ các bác. Đây, nó sẽ có màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, về nhà thì các bác bóc ra như này cho em này, sau đó thì mình lấy cái phần bông này ra. Đây, các bác lấy cái phần bông này ra này. Đấy, lấy cái phần bông này ra. Lấy phần bông này ra và các bác quệt vào, sau đó thì mình đánh vào cái phần giày dép của mình thôi. Đấy, mình đánh vào cái phần giày dép của mình. Thì con này nó là vừa tạo độ bóng này, độ bóng, độ mịn và giúp cho cái giày của các bác nó da nó mịn và nó mềm nhá, da mịn mềm. Đó. Thì giá thì và rất là thơm luôn nhá. Cái này mùi của nó cũng rất là thơm. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là xi ở bên dưới và cái chổi bông ở bên trên. Thì các bác cứ thế là mình đánh thôi. Rất là tiện. Có màu đen và màu nâu nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày này thôi. Lên cho em là xi đánh giày. Giá sẽ là 30k cho một hộp mà xi đánh giày như này nhá. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm. Các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là thảm 46 này. Đấy. Thì con này chất liệu của nó bên dưới là bên dưới của nó là bằng cao su non này, bên trên thì bằng nỉ nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Kích thước của nó là 40x60. Đấy, lên cho em là thảm 46 nhá. Con này giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 cho một chiếc như này. 45.000 cho một chiếc thảm 46 như này. Lên cho em là thảm 46 nhá. Thảm 46, giá sẽ là 45k. Đó. 45k cho một chiếc thảm 46 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình voi nhá, bình voi. Dung tích của nó thì nó sẽ là dung tích là 1 lít đến 1 lít 2 nhá. Hàng về tùy theo lô. Đấy, có lô thì 1 lít, có lô thì 1 lít 2. Tùy theo lô nó về nhá. Lô này thì nó sẽ là 1 lít 3 này. Đấy, có lô thì 1 lít 2, có lô thì 1 lít 2. Còn lô lít 3 nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ có cho các bác là cái nắp một cái hệ thống ống mút này. Ống mút này thì nó sẽ là dòng ống mút tự động rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác đút cái này vào cho em. Đây, đút vào đây. Đó. Và các bác cho cái đầu mềm này xuống dưới nhá. Cho cái đầu mềm này xuống dưới. Đây, đầu mềm xuống dưới này. Sau đó thì các bác xoáy nắp lại cho em. Xoáy nắp lại, ấn nó xuống xoáy nắp lại. Đấy, và khi các bác chỉ cần mở ra như này thôi thì cái nắp nó sẽ đẩy lên nhá. Mở ra nắp đẩy lên này. Đấy, các bác ấn thì nắp lại vào, mở ra nắp đẩy lên. Thì rất là tiện để các bác có thể dùng mình uống nước này. Đấy, xài qua sách rất là đẹp luôn. Và giá thì một con bình voi hàng của Nhật cao cấp như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? 120.000 trong cái bình voi như này thôi nhá. Đúng giá không đấy? Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Đó, bình voi. Giá chỉ có 120 cành thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Dùng 160.000, xin lỗi các bác nhá. Đấy, 160.000. Đấy, em nhớ nhầm giá mà nhá. Đấy, xin lỗi các bác. Sao cái bình voi này 160.000 các bác nhá. 160.000 cho một cái bình voi như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít 2 đến 1 lít 3. Đấy, kích thước của nó đây. Con này thì giữ nóng giữ lạnh cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 160k các bác nhá. Xin lỗi các bác nhầm giá, 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu bắt đầu sang mùa hè rồi. Miền Bắc thì chuẩn bị vào miền Nam thì các bác đã bắt đầu nóng rồi. Và các bác phải dùng cái đá này rất là nhiều. Thì đây nó sẽ là hàng thương hiệu Winling của Đức. Nó sẽ là một cái viên đá khô như này. Về nhà các bác bỏ vào trong cái ngăn đông của tủ lạnh này. Trong ngăn đông của tủ lạnh, ngăn đá đấy. Sau đó thì các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt. Và các bác uống nước lạnh. Muốn uống nước lạnh thì các bác chỉ cần là bỏ cái viên này vào viên vào bia, vào nước ngọt cho em. Đấy, hoặc vào rượu. Vừa là không mất hương vị, vừa tạo độ lạnh, độ mát rất là tốt luôn. Và cái giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 nhá. Đấy, 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu này, bao gồm cho các bác là 6 viên. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đấy, đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp. Đấy, 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này các bác này. Đấy, 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Đấy, thì
các bác bị long ben lắc hắc lào, nấm ngứa vẩy nến các thứ là bôi khỏi hết cho em nhé. Đấy, lên cho em là long ben hắc lào, giá sẽ là 30k cho một típ như này nhé, 30k cho một típ long ben hắc lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Longines nhé, Longines. Đó, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu là mặt đen và một mẫu là mặt trắng như này. Đấy, đồng hồ Longines, mẫu mặt đen, mẫu mặt trắng như này. Giá của nó sẽ là 250.000 cho một cái mẫu đồng hồ Longines như này. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn, đồng hồ Longines của Nhật nhá. Đây. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đó. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines. Đó, con này thì sẽ là 250.000 cho một con đồng hồ Longines như này. Đó, 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đồng hồ Rolex này. Đồng hồ Rolex, con này thì nó sẽ là Rolex màu vàng rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 tròn nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. 300.000 giá sẽ bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đó, bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đồng hồ Rolex này có lịch báo đàng hoàng các bác nhá, có lịch báo đàng hoàng như này. Một con đồng hồ Rolex như này giá của nó sẽ là 300k. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả, một hộp này của nó 10 chiếc, giá thì sẽ là 70.000. 70.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Cái này bao nhiêu nhỉ? Xiên hoa quả này. 50.000 các bác nhá. Đấy, trước em bán là 70.000. Lô này về giá cực tốt cho các bác luôn, hàng dày dẫn chắc chắn. Đẹp, hàng của thương hiệu Winling của Đức Hay người này. Đấy. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc như này. Các bác dùng để xiên hoa quả này rồi đồ ăn, thức uống đều ok hết nhá. Đấy, các loại đồ ăn hoa quả hoặc là các bác ăn trong bữa ăn mà có cái gì cần xiên thì các bác sử dụng cái này cho em, nó rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức Hay người đây. Một hộp này của nó là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một hộp 10 chiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện. Giá chỉ có 60.000 thôi mà các bác được tặng kèm tới 4 đầu bàn chải. 4 đầu bàn chải, một thân máy này. Một thân máy, 4 đầu bàn chải cho các bác luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng, và kèm một cái cáp sạc. Đấy, kèm một cái cáp sạc luôn đây. Đấy, con này thì quá là tuyệt vời rồi. Đây. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, giữ lì cho em. Giữ lì cho em nhá. Nếu mà con nào mà các bác bật không lên thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin thì các bác sạc ở đít này. Đó. Đấy, để lâu nó hết pin. Đấy, được rồi. Đấy, các bác này. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. 32.000 lần trên một phút. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Và nó có các cái chế độ là làm sạch, làm trắng rồi vệ sinh niếu, vệ sinh lợi đầy đủ cho các bác này. Đấy, có 5 chế độ như này. Các bác sẽ có cho các em là 4 cái đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải nguyên niêm phong như này. 4 đầu bàn chải như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Tính ra là cũng chỉ bằng các bác đi mua 4 cái bàn chải 15.000 một chiếc thôi, 60.000. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chốt cổng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá, chốt cổng tự động. Đây nó sẽ là một cái chốt như này, nó rất là tiện này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho cửa vào là nó sẽ sập vào thôi. Đấy, còn khi mà tháo ra thì các bác nâng cái này lên là nó sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác chỉ cần sập này là nó sẽ vào. Đấy, lên cho em là chốt cổng tự động nhá. Bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho cái chốt cổng tự động như này các bác nhá. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động giá sẽ là 40k. Đó. Chốt cổng này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Chốt cổng giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Đây em sẽ có video. Các bạn này. Các bác gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bạn sập phát nó vào luôn, nó rất là tiện nhá. Đó. Các bạn có thể đến cái tìm một khóa phía dưới đó. Bắt đầu cần tìm một hàng. Đây là cái khóa cổng tự động nha các bác. Con này rất là dễ dặn và cứng cáp, giá chỉ hơn 50.000 đó. Các bạn gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Đóng lại thì nó sẽ tự động chốt. Rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra các bạn có thể đến cái tìm một khóa phía dưới đó. Bắt đầu cần tìm một hàng. Đấy. Con này thì trước em đang bán là 40.000, đợt này hàng nó đồ sắt nó lên một chút thì con này các bác lên cho em là chốt cổng nhá, giá sẽ là 45.000. Đó, chốt cổng giá sẽ là 45k cho cái chốt cổng này. Đó, 45.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chốt cửa này, chốt cửa thì sẽ là 40.000. Cái này thì các bác có thể nó nhỏ hơn thì các bác có thể dùng để mình chốt cửa chuồng chó, chuồng mèo hoặc là các cái cánh tủ, cánh chiếc. Đấy, nó nhỏ gọn đây.
thì nó sẽ nhỏ gọn này. Cái này các bác lắp vít vào đây cho em này. Đấy, khi mình mở ra thì kéo cái này ra thì nó sẽ đẩy ra này. Đấy, đây nó sẽ có cái lò xo, các bác kéo này nó sẽ đẩy ra. Đấy, kéo này nó đẩy ra này. Đấy, kéo đây mạnh cho em, kéo mạnh cho em là nó sẽ đẩy ra. Còn khi các bác sập thì nó sẽ có quán tính là nó sẽ tự sập vào thôi. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhé, 40k. Lên cho em đó là chốt cửa tủ. Đấy, chốt cửa tủ giá sẽ là 40k. Đấy, còn con kia là chốt cổng thôi. Cái này các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá. Đấy. Chốt cửa tủ này, giá sẽ là 40k. Đó. 40k thì cái chốt cửa tủ như này. Đây em cũng có video luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, chỉ mình chỉ đẩy này là nó sập vào thôi. Rất là tiện. Đấy. Rất tiện luôn các bạn. Đó, tiện lắm. Sập này là nó vào, còn khi đẩy ra thì các bác chỉ cần là hất là nó ra thôi. Và con này các bác chỉ cần bắt vít vào cho em là xong. Đó. Rất là tiện nha. Chốt khóa cửa tủ hòm tự, động đa năng tiện lợi dễ, dáng lắp đặt, được tin dùng. Con này thì các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá, giá sẽ là 40.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày đây. Giấy lau giày con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác chuyên dùng để mình lau giày, lau dép rồi nói chung là có thể là vệ sinh bàn ghế cũng đều ok hết, tại vì nó có cho các bác cái xà bông tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ việc lau thôi. Ngoài lau giày, lau dép thì các bác có thể lau tủ, lau bàn, lau ghế đều ok hết. Nhưng mà con này chuyên dùng để lau giày. Chuyên dùng để lau giày. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này nhá. Đấy. Đây ví dụ như là cái dép của em đây. Đấy, nó đang ố vàng như này. Em lau là nó sẽ cải thiện cái độ sạch của nó lên tới 90% luôn các bác này. Đấy, đây. Em sẽ lau cho các bác xem. Đấy, bỏ cái khăn này gần như. Đấy, đây nhá. Nó đang ố vàng này mà em đánh một lúc này. Đấy, các bác có thể là nếu mình có thời gian thì mình cứ đánh này, sau đó thì để nó ngấm vào cho nó tẩy sạch đi, sau đó thì các bác lau đi cho em. Đấy, còn đây là em đánh trực tiếp xem, em lau luôn cho các bác xem. Cái độ sạch của nó cũng phải lên tới 90% luôn các bác nhá. Đấy, và nó sẽ có cái xà bông như này. Cái này là thực tế luôn chứ không phải là hoa mỹ gì cả nhá. Đây, để em lau đi các bác này. Đấy, lau đi. Đấy các bác thấy không? Đó, đây, nó sáng bóng này luôn này, gần như mới luôn nhá, gần như mới luôn. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000. 20.000 cho một bịch như này thôi. Lên cho em đó là giấy lau giày nhá. Giá sẽ là 20k cho một bịch như này. 20.000 cho bịch giấy lau giày như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đũa vàng, đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 10 đô. Đấy. Hàng đũa mạ vàng của Hàn Quốc cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Một vỉ 10 đô nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 thôi. Giá chỉ có 35.000 cho một vỉ đũa bao gồm 10 đô như này. 35k. Đầu mạ vàng cực đẹp luôn, hàng thì hàng của Hàn Quốc, rất đẹp, rất mê ly cho các bác nhá. Về nhà các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. À, hàng thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì chỉ có 35k thôi. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích rồi. Hàng của Hàn Quốc thì các bác yên tâm mà sử dụng nhá. Đấy, hàng Hàn Quốc yên tâm sử dụng đây. Korea con này, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây, Korea này. Các bác lên xem là đũa mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. Đấy, con này trước em đang bán là 50.000 nhá. Đợt này về tri ân cho các bác đầu năm giá tốt luôn, 35k. Đó, đũa mạ vàng Hàn Quốc rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng quen thuộc của bên em. Đấy, một số mã hàng mới nữa, hàng hè. Đó thì em lên video chi tiết gửi tới các bác. Bên em ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái khay đá các bác nhé. Qua lên cho em là khay đá. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng khay siêu tiện ích và thông minh luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái khay như này, có nắp đậy này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Các bác cho nước vào, mình đậy nắp lại, mình để vào tủ và các bác có thể để chồng các khay lên nhau được. Để chồng các khay lên nhau. Đấy, và khi lấy đá thì nó rất là dễ lấy các bác. Các bác không cần phải bẻ khay. Các bác chỉ cần ấn như này thôi, đẩy như này là cái đít này nó sẽ đẩy lên này. Đấy, đít này sẽ đẩy lên và cái nó sẽ viên đá nó sẽ tự bật lên. Thì nó rất là tiện. Con này thì giá chỉ có 15k trong một cái khay đá như này thôi. Đấy, các bác lên cho em đó là khay đá nhé. Đấy, khay đá, giá sẽ là 15.000. Lên mã giúp cho em đó là khay đá này. Khay đá. Khay đá giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn vừa là đèn ngủ vừa là có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy. Rất đơn giản, nó là dòng cảm biến nhá, ban ngày thì nó không lên đâu. Ban đêm thì đèn nó mới lên thôi. Đó.
ban ngày thì nó sẽ không lên và ban đêm thì nó sẽ lên các bạn. Đấy, nó sẽ lên như này. Đấy, và nó là lòng cảm biến các bác nhá, dòng cảm biến. Thì con này rất là tiện các bác chuyên dùng làm đèn ngủ đuổi muỗi chứ nhá, rất là an toàn luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 45k trong con đèn ngủ như này, vừa chức năng đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ này, đó. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k một chiếc. 45k một chiếc. Đó. Thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bóng 3W nhá. Bóng 3W giá thì chỉ có 10.000 trong quả bóng 3W này thôi, 10k một quả nhá. Đấy, độ sáng của nó là rất là vừa phải, thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị gọi là tốn điện. Đấy, và nó cũng rất là sáng luôn. Thì cái này các bác có thể để trong phòng ngủ này, rồi các cái không gian ví dụ như là cổng này, sân vườn này. Đấy, để mình sử dụng khi mà mình cần phải ánh sáng liên tục nhá, ánh sáng liên tục và không cần quá sáng để tránh cái việc là tốn điện. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Đấy, 10k trên một quả nhá. Công suất của nó sẽ là 3W này. Đấy, 3W. Qua lên cho em là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là 10k. Đó. 10k trong quả bóng đèn 3W như này. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có 10.000 trong quả bóng đèn 3W này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm đuổi muỗi nhá. Đấy. Cái này nó sẽ là một cái dòng sáp thơm, và con này thì nó có chức năng là vừa là sáp, vừa là hương thơm, vừa là đuổi muỗi luôn nhá. Đấy, sáp thơm diệt muỗi. Đấy, thì con này rất là tiện, về nhà các bác bóc cái này ra cho em và xoáy cái nắp này lại là mình sử dụng thôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật đấy các bạn này. Đấy, xuất cho thị trường Nhật đây, Japan này các bạn này. Đó, hàng thì sản xuất ở Thái Lan. Đây, tem phụ nó viết đàng hoàng nhá. Sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, giá thì sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Đấy. Qua lên cho em là sáp thơm diệt muỗi. Sáp thơm diệt muỗi, giá của nó sẽ là 65k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là sáp thơm này. Đó. Lên cho em là sáp thơm. Sáp thơm diệt muỗi này. Diệt muỗi. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một hộp như này. Đấy, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi này nhá. Đấy, mùi hoa của nó là hoa oải hương, rất là thơm luôn. Hương thơm tự nhiên dễ chịu, bà mẹ trẻ em đều dùng nó hết này. Đây, baby này. Đấy, để trong phòng ngủ trẻ em ok, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu ớt này các bạn này. Đó, toàn cầu luôn. Và giá thì đây có chức năng diệt muỗi này. Giá sẽ là 60k nhá, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhá, sạc dự phòng A. Đấy, đây. Hàng thì của thương hiệu Takasio này, Takasio made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì dung tích pin của nó sẽ là 20.000 mAh nhá. Đây, 3,7V này. 20.000 mAh này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cổng sạc như này. Đấy, và có kèm cho các bác một cái cáp sạc vào, hoặc các bác có thể cắm trực tiếp chân USB này cũng được. Đó thì tùy theo. Đấy, và các bác chỉ cần cắm phát này là có pin luôn này. Đấy thì các bác có thể dùng ở trên đây, đang sạc vào đây các bác này. Các bác có thể dùng ở trên ô tô này, hoặc là mình để trên xe này, hoặc mình mang đi học đi làm này. Đấy, có báo pin luôn nhá, có báo pin. Và trên đầu này thì nó sẽ có cho các bác một cái đèn pin luôn. Con này thì các bác không cần phải mang dây dợ đi lằng ngoằng, tại vì nó đã có sẵn ở đây rồi. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong thôi. Cắm trực tiếp vào cái ba mẫu điện thoại này, Samsung, IC, iPhone đều ok hết nhá. Có báo pin và có cả đèn pin luôn nhá. Ở đây nó sẽ có cái đèn pin như này các bác này. Đấy, các bác nhấn nút này là cái đèn pin nó sẽ lên này. Đấy, đèn pin rất là sáng luôn, có cả hai đèn luôn. Đấy, có chân sạc vào sạc ra đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá sẽ là 200 mấy nhỉ. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Đấy, sạc dự phòng này, dự phòng A, giá sẽ là 240k cho một em như này, và bao ship tận nhà cho bác luôn, 240k nhé.
bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kìm đỏ nhá. Các bác lên xem là kìm đỏ. Đấy, nó về thì nó sẽ có 3 màu là màu đỏ, màu xám và màu xanh như này. Nhưng bên em lên thì em lên tên nó là kìm đỏ. Đây nó sẽ là một cái mẫu kìm đa năng. Các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bấm tuốt nói chung là đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái kìm đỏ đa năng như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Chức năng của nó thì thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt này. Tuốt dây bấm cốt này, rồi cắt dây này, xoắn ốc này, rồi vặn dây, vặn giếc đều ok hết nhá. Hàng đa di năng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000. Đấy. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đa di năng như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Một quận này của nó thì nó sẽ là bản là 10 phân thì các bác lên cho em là keo 10 nhá. Đấy. Keo 10, lên mã giúp cho em đó là keo 10 này. Keo 10, bản của nó sẽ là 10 cm. Thì chiều dài của nó vào khoảng là 5 m. Dài khoảng 5 m và bản 10 cm. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một quận keo dán tôn như này. Thì con này nó sẽ chịu được nhiệt độ rất là cao luôn. Đây, từ 110 độ C đến âm 40 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ rất là cao. Và về nhà các bác bóc ra, các bác dán vào mái tôn này hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Các bác có thể dán trực tiếp lên nước cũng được luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác thấy không? Thì các bác dán lên mái tôn mới nhiếc nhá. Độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Cái này thì các bác càng để thì mưa nắng nó càng cái tôn nó càng cái cao su non này nó càng thẩm thấu ra thì nó càng mít vào các cái bề mặt luôn. Đó. Nước đang chảy vẫn dán bình thường. Đấy, các cái khu vực mái tôn này, tường bị thấm dột này, nền nhà rồi mái bằng cái thứ đấy là các bác dán vào cho em. Mái tôn, mái bờ rô rồi nói chung là đa di năng hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Đấy, máy đo huyết áp này. Đấy, cái con này thì vừa đo huyết áp vừa đo nhịp tim được luôn. Đây, đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết. Con này nếu như các bác ra hiệu thuốc mà mua nhá, họ sẽ bán cho các bác khoảng 400-500.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy, và đây thì về nhà các bác đo đạc thì các bác chỉ cần là xỏ tay vào đây mình đo thôi. Đấu dây vào cho em, cắm dây vào đây. Đấy, và đây là thân máy này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lắp pin nhá. Các bác lắp cho em là 4 quả pin tiểu nhỏ vào đây. Sau đó các bác sử dụng thôi. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp này. Mình cầm cho anh cái quả pin bé đây nào. Bóc này ra cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp pin vào này. Lắp pin vào. Đấy. Lắp vào đây cho em. Lắp vào đây. Các bác lắp pin vào cho em. Lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy. 4 quả. Lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Đây. Các bác xỏ tay vào đây này. Đấy. Xỏ tay vào đây cho em. Đây. Xỏ tay vào đây nhá. Đó. Xỏ tay vào đây. Sau đó thì các bác. Đây. Các bác xỏ tay vào này. Các bác dán vào cho em. Đó. Dán vào nhá. Đây. Dán vào này. Sau đó thì các bác lắp sẵn pin vào nhá. Lắp sẵn pin vào. Con này thì nó sẽ có cả đo huyết áp, đo nhịp tim cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nói chung là bác nào mà có tí bệnh nền là các bác sử dụng cái này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì nói chung là em cũng giới thiệu qua thôi, còn tại vì là đa số những người mua cái này là đều có bệnh nền hết. Đấy, đều có bệnh thì mới phải mua con này, hoặc nếu mà các bác không thì các bác mua về mình sử dụng cũng được. Đấy, đây các bác này, bật nguồn lên này. Đấy. Máy bắt đầu chạy là nó bắt đầu đo cho các bác là đây, hơi nó lên các bác này, hơi nó lên. Đấy, nó sẽ bơm hơi ở đây này. Nó sẽ lên này, nó sẽ đẩy lên này. Đấy. Và thông số nó nhảy này. Đấy. Đây, các bác này. Đó. Của em đang là 153. Đấy. 153 trên bao nhiêu đấy, nói chung là bác nào có kiến thức về đọc cái này thì các bác bình luận cho em nhá. Đấy. Rất là tiện thôi. Và nút nguồn ở đây, các bác chỉ cần tắt nguồn đi là xong. Đấy. Thì con này bên em bán là 260.000 nhá. Và không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Đấy. Tự mua pin các bác lắp vào cho em. Đấy. Giá thì sẽ là 260.000. Lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp 260.000 một con. Đấy. Về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết nhá. Máy đo huyết áp. Giá sẽ là 260.000 và bên em bao ship rồi, không có pin nhá. Không pin. Đấy, không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin lắp vào cho em. Đó.
Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhé. Bên em là yêu cầu là các bác phải nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu không kiểm tra lỗi lầm hoặc hỏng hóc thì các bác phải tự chịu trách nhiệm. Bên em sẽ không kiểm nghiệm khi mà các bác đã nhận hàng rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên em thì ship code toàn quốc nhé. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đấy, con vật mũi nhá. Đấy, các bác lên cho em là vật đứng. Ở đây thì nó sẽ kèm một cái đế sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhé, là ok. Đó, đây các bác bật lên cho em này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có một cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút con muỗi nó bay vào nhá, thu hút con muỗi bay vào. Và con muỗi bay vào là nó sẽ bị chập luôn các bác này. Đấy, muỗi bay vào nó sẽ bị chập luôn, các bác theo. Đấy. Quánh điện thành tách luôn nha, quánh điện rất là khỏe luôn. Thì nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và vật muỗi này, vật muỗi thì các bác dùng vật như bình thường. Đây, công tác đây các bác vật như bình thường nhá. Đây. Đấy, các bác vật như bình thường chứ nhá. Đấy. Còn khi nào bắt muỗi tự động thì các bác đẩy cái đèn này lên là nó sẽ lên đèn để các bác bắt muỗi tự động. Nhưng mà lưu ý các bác là khi bắt muỗi tự động thì mình phải cắm đế sạc vào nhá. Đấy thì mới được lâu. Đấy, tại vì cái pin này của nó dung lượng pin nó vừa phải thôi. Đó. Các bác lên cho em đó là vật đứng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là vật đứng, giá sẽ là 130.000 cho một em vật muỗi đứng như này. Đấy, giá thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá thì nói chung là giá khá là rẻ và hợp lý nhá. Lên cho em là vật đứng này, đó. Vật đứng giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em vật đứng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị cái này là cái gì đấy nhỉ? Cái này thì là một cái dòng sản phẩm chuyên trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách, bác nào mà bị hôi chân này rồi hôi nách này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái này cho em. Cái này thì các bác cứ nhỏ trực tiếp 1-2 giọt vào cái vị trí nào mình cần sử dụng thôi là ok nhá. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách cho em, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Và giá thì sẽ là 50.000, lên mã giúp cho em đó là hôi chân hôi nách, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Đấy, bắt đầu thời tiết nóng rồi thì các bác mang nước đi để mình uống cho nó an toàn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là sử dụng inox 316 và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít. Đấy, dung tích là 1 lít này, có lưới lọc luôn. Đấy, inox 316 cực kỳ an toàn luôn. Đây, Su 316 các bác này. Đấy, rất an toàn luôn nhá. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 80.000 trong cái bình thể thao như này thôi. Đấy, có nắp đậy, có lưới lọc cho các bác hàng hoàng, các bác có thể dùng pha trà, pha cà phê. Đây, màu thì rất là đẹp. Và ưu điểm của con này nó có quai sách nha, các bác có thể đeo trên xe đạp, xe máy, ô tô, mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái con bình thể thao như này, chỉ có 80.000 thôi. Dung tích của nó là 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao này. Bình thể thao. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80.000 một chiếc nhá, 80.000 trong chiếc bình thể thao như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái mẫu bình đó là cái bình tông nhá, bình tông. Con này thì hàng của Nga nhá, hàng của Nga. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này dung tích của nó là 2 lít luôn. Trông nó dẹt dẹt như này thôi nhưng mà dung tích của nó khá là lớn luôn. Và nắp của nó là nắp chống mất nhá, chống mất, nó đai vào đây rồi. Các bác dùng an toàn, có gioăng. Các bác có thể dùng để mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Đấy, đều ok hết. Hoặc là các bác dùng để đựng rượu, mang rượu đi nhậu, mang rượu từ nhà đi, nó rất là an toàn. Có một cái bao da như này các bác bỏ vào đeo, vừa sang xịn mịn vừa lịch sự. Hàng của thương hiệu CCP của Nga nhá. Đấy, hàng của Liên Xô. Đấy, đây, rất là đẹp này, CCP đây. Đấy, lên cho em là bình tông 2 lít nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình tông 2 lít này. Đấy, bình tông 2 lít giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái bình tông nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa đây. Thì nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa như người ta mặc như này. Đấy, như người ta mặc như này các bác này. Đấy, bộ quần áo mưa, hàng VIP 1 nhá, hàng VIP 1. Hàng chất lượng cao VIP 1 cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Size của nó thì là size XL, size to. Các bác mặc là đều vừa hết. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi, nó sẽ là bên trong bằng vải và bên ngoài thì nó sẽ là phủ bạt nhá. Đấy. Bên trong bằng vải và bên ngoài nó phủ bạt nên các bác dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác. Đấy. Đây.
hàng thì đúng như người ta mặc luôn đó, khóa kiếc các thứ đàng hoàng nhá, dây đeo đấy điếc đàng hoàng đó. Đây các bác này đấy, chất liệu thì khỏi phải bàn rồi đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì mặc vừa ấm vừa là tiện dụng an toàn luôn đây đấy, rất là tiện dụng nhá, nó giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn, một cái bộ quần áo mưa như này giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000. cái này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua họ sẽ bán cho các bác khoảng 300.000 nhá, khoảng 300.000. đấy, nhà nào bán rẻ nhất thì cũng phải 250, còn không thì họ sẽ phải bán cho các bác là 300.000. nhưng mà riêng bên em thì bán cho các bác giá cực tốt luôn, 195k. lên xem là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bích nhá. Đây cái áo mưa choàng các bác này, con này thì sẽ là 100.000 cho một cái áo mưa choàng như này. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, ở đây thì có bao đựng cho các bác luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái bao đựng như này. Đấy, một cái bao đựng như này cũng rất tiện ích này. Và đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng nhá. Đây. Khi các bác choàng vào nó sẽ như trên hình ảnh như này. Đấy các bác này. Đấy. Công ty áo mưa Thành Nam. Đấy, hàng chất lượng cao cho các bác luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, khi các bác mặc vào thì đúng như này nhá, có cả che mắt này, có cả nhìn kính giếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này nếu mà các bác mua ngoài thị trường họ sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 200 nhá. Đấy, lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng này. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 100k cho một bộ như này thôi. 100.000 cho bộ áo mưa choàng như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu nhá. Đây, thắt lưng cá sấu các bác này. Đấy. Thắt lưng cá sấu không hộp. Con này giá chỉ có 80k một chiếc thôi. Mặt của nó này, mặt của nó là mặt đúc này. Khóa của nó thì khỏi bàn rồi. Đấy, đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó này. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, khóa rất là ngon luôn. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 80.000 cho con thắt lưng cá sấu như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho một con thắt lưng cá sấu như này. Đấy. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho một con cá sấu không hộp này thôi. Giá rất rẻ các bạn, rất rẻ luôn. Đó, cực kỳ rẻ luôn các bạn. Đấy. Rất rẻ và rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng như này thôi. Rất đẹp luôn. Đấy các bạn này. Đấy. Đây, đấy. Rất đẹp các bạn nhá, mà giá chỉ có 80.000. Mặt đúc liền này, khóa khiếc cực kỳ ngon luôn. Màu sắc đẹp trang nhã, nam nữ già trẻ lớn bé đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy, 5 đĩa tròn. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, hoặc là dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, hàng rất đẹp. Hàng đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn. 5 đĩa tròn này. Đó, bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Tính ra là vào chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái đĩa như này. Hàng to dày dẫn chắc chắn, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ đẹp như này đâu. Đó, hàng thương hiệu Winling của Đức, hay hình người đây. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120.000. 120.000 thôi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo điện, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Thì đây nó sẽ là một cái dòng băng keo như này, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đều là hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng luôn. Thì các bác dùng nó rất là da. Đấy. Dai, dính, mỏng và dùng thì nó rất là da. Đấy các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là dính các bác này. Đây, rất dính luôn. Giá thì sẽ là 10k cho một quận như này nhá. Đấy. Bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, 10.000 cho một quận như này. Còn các bác mua cân thì sẽ là 80k một cân nhá. Đấy. 80.000 trên một cân. 80k trên 1 kg. 1 kg của nó thì nó sẽ được khoảng là từ 7 đến 10 quận. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận như này nhá. 10.000 một quận như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đầy đủ màu sắc. Đấy, màu xám, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Giá thì rất là tốt cho bác luôn, 10k cho một quận như này thôi. Đấy, đây là một cân này, một cân này của nó thì nó sẽ là vào từ 7 đến 10 quận nhá. Và bên em nhặt đủ màu cho bác luôn, 80.000 cho một cân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm này. Bên em có dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đấy, 5m và 7m rưỡi. 5m thì giá sẽ là 40.000 và 7m rưỡi là 50.000. Đấy.
thước rút tự hãm. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm, còn các bác nhả này nó sẽ vào, rất là tiện. Đây, hàng nội địa của Nhật này, Japan này, đó. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp chị em đó là thước rút tự hãm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, con dòng 5m này thì sẽ là 40k. Đấy. 5m là bằng 40k này. Đấy, còn là 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó, giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 40-50 nghìn trong cái thước như này thôi. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu dao dọc giấy này. Đây, dao dọc giấy đây. Con này thì bán lẻ thì sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái thì em sẽ tính cho bác 10.000 chiếc. Đấy. Bán lẻ là 15.000, mua từ 3 cái thì sẽ là 10.000 chiếc nhá. Đó. Lên mã giúp cho em. Đó là dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy bán lẻ là 15.000 chiếc. Đấy, và mua số lượng từ 3 cái trở lên thì sẽ là 10.000 cái. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc, từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt hai các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt hai. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây, một con dao gọt hai như này. Siêu bén luôn. Đấy, con này có thể dọc được cái giấy bóng dai như này là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Wattbo Japan các bác này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20cm. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt hai, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt hai này, đó, gọt hai. Giá sẽ là 80k cho một con dao gọt hai như này nhá, 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là, theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này. Nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70k. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này, giá sẽ là 70k, nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt hai này một chút này, dài hơn con gọt hai này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt 2 này thì sẽ là 80.000. Còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, đây. Rất bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá. Đấy, chặt hoa 130k này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20cm. Phần cán này là 10cm là 30cm nhé. Tầm khoảng 30cm. Đó, 30 trên 30cm một chút. Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi. Còn có một con thôi. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây, đấy, dài 30cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20cm. Lên cho em là chặt hoa nhé. Thanh lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, 4-5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này, siêu bén luôn các bác này. Đấy, con này thì khoảng 4-5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các nhá. Đấy, con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bạn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bạn này, dao cai.
con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao ca như này các bạn này. Đấy. Nó sẽ là dòng dao Thái các bạn, một cái dòng dao Thái này. Dao Thái như này các bạn này. Lên mã giúp cho em là dao ca nhá. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17 cm và tổng thể chiều dài là 30 cm này. Đấy, lưỡi 17 cm. Và bản của lưỡi là 5,5 cm. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bạn này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén này các bạn nhá. Dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để Thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Kai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao Kai như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao Thái lỗ này. Đấy. Con dao Thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao Kai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy. Con này thì sẽ là 125.000 nhá. 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn các bạn này, rất là bén luôn nhá. Qua theo, rất bén luôn. Đó. Con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18 19 cm, lưỡi 19 cm. Bản của lưỡi là 7 cm và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy. Thì con dao Kai và con dao Thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con Kai này thì sẽ là 120.000 và con Thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao Thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là Thái lỗ, sẽ là 125.000. Còn dao Kai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu giá nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany các bác này. Đấy. Con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây. Dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây. Chiều dài của dao là lên tới 38 cm các bạn, 38 39 cm. Rất là dài luôn, 38 39 cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4 cm rưỡi và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này. Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này, rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức bao nhiêu nhỉ? 130. Dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã dao Thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này. Các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đấy. Rất bén luôn các bác, rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày ạ. Mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn. Và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhá, lọc bao da. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Bỏ cho anh con dao chặt 1 cân đây. Chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Con này cân nặng là 1 kg các, 1 kg. Con này thì hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy. Dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1 kg, giá sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao Wattbo nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 21 22 cm, 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 con dao. Đấy. 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho 3 con nhá. 260.000 cho 3 con. Đấy.
thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40k này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80k và chặt gỗ thì sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260k và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000, 260.000 các bác nhá. Đó. Dao thì siêu bén các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó. Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ, con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây, thái gỗ này, rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan. Cực kỳ chất lượng nha bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt. Đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các dòng sản phẩm, đó là con dao. Các bác lên cho em đó là dao, con này là cái gì? Dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt 2 đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nhọn như này các bác này. Đấy. Hai con thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gỉ nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, à cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175, và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy, thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đó, mua hai con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một mã, đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo hai con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29. Bản của nó là dày là cao là 9 cm và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bạn này. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá, vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49. Giờ G49 giá sẽ là 150k, đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá. Dao G49 150k, hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác, các cái mã dao của bên em. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200.000 nhá. Còn dưới 200.000 thì
các bác cố gắng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship mà thôi. Đó, phí ship thì bên em chỉ thu có 30.000 thôi, hàng nhiều hay hàng ít thì nó phí chung là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy đuổi chuột thông minh các bác nhá, máy đuổi chuột thông minh. Con này thì giá chỉ có 35k thôi. Và về nhà các bác cắm trực tiếp vào dòng, lấy cho anh cái biển. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy đuổi chuột nhá. Đấy, máy đuổi chuột thông minh này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đó, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc. Đấy. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này rất tiện ích luôn. Đây. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em. Chuyên đổi chuột đổi côn trùng, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đó, con này rất là ngon lành đấy nhá. Giá thì chỉ có 35k cho một cái máy đuổi chuột này thôi. Qua lên cho em là máy đuổi chuột, con này thì rất là tiện ích rồi. Bây giờ thì nhà bác nào cũng có chuột, có côn trùng thì các bác cứ dùng con máy này cho em là ok. Đó, máy đuổi chuột, côn trùng, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái dòng sản phẩm nước hoa nhá. Đấy, nước hoa thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là hai cái dòng nước hoa cực kỳ là thơm và rất là được thị trường ưa chuộng nhá. Đó là nước hoa của Chanel và nước hoa của Gucci. Đó. Hai cái chai này thì đều có dung tích của nó là 100ml các bác nhá, 100ml các bạn. Đấy. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là nước hoa Chanel thì sẽ là 120.000 nhá, 120k cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đó, còn nước hoa Gucci thì sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, Gucci thì lấy mà Chanel thì lấy nhá. Dòng của Chanel này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp này. Đấy. Made in France các bác này. Đó, made in France, hàng của thương hiệu Chanel và sản xuất tại Pháp nhá. Đó. Còn con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci này, made in UK này, hàng sản xuất tại Anh nhá. Đấy. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng bóc siêu luôn, em cũng không có bóc ra đâu. Em để trực tiếp này em gửi cho các bác và em quay thì em cũng chỉ quay qua bên ngoài thôi nhá. Để cho khi các bác bóc hàng là nó nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh thì con này công suất của nó sẽ là 150W. Đây nó sẽ là một con mỏ hàn cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mỏ hàn và một cái phần đầu đẩy thiếc như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W. Khi các bác cho cái cuộn thiếc vào đây nhá, là mình bóp là nó sẽ cái thiếc nó sẽ theo cái trục bé này và đẩy ra ngoài thì nó sẽ chạm cái đầu này, là các bác chỉ việc hàn thôi, nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này nhá. Đấy, lên mã giúp em cho là mỏ hàn thiếc, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật, giá chỉ có 130k thôi. Các bác lên mã giúp em đó là mỏ hàn thiếc nhá, giá sẽ là, hoặc là mỏ hàn xanh, lên cho em là mỏ hàn xanh, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em mỏ hàn xanh như này thì nói chung là con này thì nó có tính năng là đẩy thiếc tự động thì các bác dùng nó cũng rất là thích. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác luôn. 130 à? Lên theo là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130.000 cái mỏ hàn xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái cầm cho anh cái bộ gắp ấy ra đây. Gắp ba đĩa này. Đấy thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên theo là gắp nóng này. Con này thì sẽ là bao nhiêu? 30.000 cho một con gắp nóng như này. Con này thì gọi là gắp nóng, còn các bác có thể dùng để chiên rán này, lật bánh mì, bánh rán, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Thì con này các bác gọi cho em nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Con này thì rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho cái gắp nóng như này nhá. 30k cho mấy cái gắp nóng như này. Đó.
Ngoài ra thì bên shop có một cái mã sản phẩm nó nhiều chi tiết hơn, đó là cái gắp bát đĩa nhé, gắp bát đĩa. Con này thì sẽ là 50.000 cái gắp, bộ gắp bát đĩa như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái này thì nó sẽ là một cái miếng lót này, miếng lót để các bác lót bát, lót đĩa này, xoong nồi này. Cái này là các bác bắt bằng tay này, bắt bằng tay. Và đây là nó sẽ có hai cái gắp. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp bát, kẹp đũa này. Cái này để gắp đĩa này, để gắp đĩa này. Đó thì sản phẩm sẽ là một bộ như này, chọn bộ như này và 50.000. Lên mã giúp em đó là bộ gắp bát đĩa nhé, bộ gắp bát đĩa. Giá sẽ là 50k cho một bộ như này. Bộ này thì rất là nhiều chi tiết để các bác có thể là mình sử dụng thực tế luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Bộ gắp bát đĩa nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn, vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Đấy, các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000, bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa này. Đấy, gắp bát đĩa giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một bộ. Còn cái gắp nóng thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng dầu nóng để các bác chuyên dùng để mình ví dụ như là các bác bị đau chân, đau tay, đau khớp cổ vai gáy này, cổ vai này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, rồi khớp gối này. Đó thì dòng này nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc dung tích của nó là 100ml. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên các cái phần nóng, các cái phần đau, sau đó thì các bác xoa đi. Đây, để các bác massage đi cho nó đánh tan các cái phần bị đau nóng bầm tím. Các bác dành cho người bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy hoặc các bác chơi thể thao thì cũng dùng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này thôi. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ chổi đó nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt. Con này thì nó sẽ có chiều dài của nó vào khoảng 1m2, 1m3. Và dòng này nó sẽ là vắt vắt bằng tay, các bác chỉ cần kéo là nó sẽ vắt thôi. Nó rất là tiện đây. Về nhà thì các bác xoáy kết nối các cái phần này vào cho em này. Đấy, nó sẽ có các cái phần nấc như này. Nấc này các bác xoáy vào cho em. Đây là cái phần đằng đuôi này. Các bác xoáy vào cho em. Chiều dài của nó vào khoảng 1m2 đến 1m3. Đây, rất dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Các bác có thể dùng để lau trần nhà, rồi lau nhà, lau gầm bàn, gầm ghế rất là ok. Khi vắt thì các bác lưu ý các bác là thấm cho em cái ấy vào đây nhá. Đấy, thấm cho dầu vào, cho dầu lau vào thì nó sẽ khi vắt nó sẽ trơn, dễ vắt hơn. Và các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em là nó sẽ xoắn vào này này các bác. Đấy, nó sẽ vắt khô luôn. Còn các bác đẩy ra nó lại xẻ bằng như này. Và con này của nó thì xoay 360 độ luôn, cho nên là các bác đưa vào các ngóc ngách đều được hết nhá. Đó, nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100k cho cái chổi tự vắt này thôi. Khi vắt thì các bác kéo lên như này là đã vắt rồi. Các bác có thể lau trần nhà, lau bàn ghế, rồi lau tủ, lau sàn nhà đều ok hết. Con này nó lau đa di năng được nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái mã chổi tự vắt như này. Đấy, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100.000 một chiếc. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn, nó cũng khá là tiện. Khá là tiện thôi nhá. Đấy. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã chổi nữa, đó là cái chổi chữ nhật đây. Giá thì sẽ là 80.000 cho mấy em chổi chữ nhật như này. Đấy, con này thì nó cái bản chiều lau của nó thì sẽ dài hơn vào khoảng là gần 40cm. Và con này nó cũng là vắt tự động luôn. Các bác chỉ cần đẩy qua là nó sẽ vắt tự động cho các bác luôn. Nó cũng rất là tiện, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là súng massage nhá, hình khẩu súng như này. Đấy, và nó massage rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu. Các bác chỉ cần lắp vào. Đấy, giữ cái phím này nó sẽ lên này và tăng tốc ở đây. 1 2 3 4 5 6 có 6 cấp độ như này các bác này. Đấy. Đấy. Dùng rất là mạnh các bác này. Các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, rồi lưng, rồi cổ đều ok hết nhá. Đấy, nó dùng rất là mạnh luôn.
Ở đây thì nó sẽ có cho các bác để các bác dùng để massage vào các cái bó cơ này. Đấy, lòng bàn tay, lòng bàn chân rồi các bác giữ lì này nó sẽ tắt nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu luôn, 4 đầu. Đấy, đầu tròn, đầu tày rồi đầu hình hình súng thôi nhá. Đấy, đây, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng massage nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có 170.000 cho một con súng massage này thôi. Lên mã giúp cho em, nó là hình khẩu súng như này nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đó, lên cho em là súng massage nhá. Súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một em súng thư giãn như này. Rồi, ok.